Được chưa ạ? Bây giờ bạn hỏi là cách phục hồi cốt cho chim đi đi anh. Và đây chính là một cái niềm đam mê của mình. Đam mê của mình, mình thích phục hồi cốt những con chim. Ví dụ thay vì mình mua một con bổi tù mà tù mù không biết đâu mà lần ấy, thì chúng ta mua một con bổi thì tỷ lệ nó khoảng tầm 5 đến 10%, nhưng mà phục hồi cốt cho con chim ấy thì nó được tầm khoảng 30-40%, tức là mình đang nói về cái tỷ lệ thành công. Các bạn hiểu không? Thế thì phục hồi cốt cho con chim, ở đây thì chúng ta nói là cái con chim là gì ạ? Phục hồi là như nào? Phục hồi tức là trước đây nó đã thi đấu tốt rồi và có thể là bây giờ nó đang bị mất phong độ. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ phục hồi nào? Đây là một cái niềm đam mê của mình và mình cũng thành công khá nhiều chiến binh nha các bạn. Khá nhiều chiến binh. Đây là mình kể một cái câu chuyện là xem nào, nó rơi vào khoảng năm bao nhiêu nhỉ? Nó rơi vào khoảng tầm năm 2016. Đấy, năm 2016 nhá. Đây là mình kể một cái câu chuyện cho anh em nghe về về cái phục hồi cho con chim này. Năm 2016 thì lúc đó ở đường ở khu Mỹ Đình ấy, Mỹ Đình đường đường Lê Đức Thọ à, hay là đường Hàm Nghi à, Lê Đức Thọ. Lê Đức Thọ kéo dài. Đấy, Lê Đức Thọ kéo dài có quán cà phê 86 hay là cà phê 68. Thì anh em thường thường hay rượt ở đấy. Đấy, có anh em đường Báo Hổ các thứ ấy, nếu mà anh em biết thôi, anh em nghe nghe từ từ nha, anh em đừng đặt câu hỏi rồi. Nghe cái câu chuyện về cái con chim đấy. Thế là mình sang đấy rượt, mình sang đấy rượt thì ở cách cái trường chim đấy khoảng 3 nhà, cũng ở vỉa hè thôi. Khoảng 3-4 nhà thì có một ông bác ông nuôi con chim. Tức là mình đi qua thì thấy ông ấy mang cả vòi nước ra, ông ấy phun. Phun một con chim. Thế là ông ấy bảo là thế mình mới thấy con chim bóng bộ rất là đẹp, nhưng mà lông nó xấu. Đấy. Con đấy thì chưa tắm, ông ấy chú ấy đang tắm những con khác. Thế mình hỏi bảo chú ơi, con chim này này bộ đẹp này hay là chú để cho cháu? Thế chú bảo là con chim này là ngày xưa ấy, là của em chú ấy đi thi. Đấy, sau đó là nó bị hỏng. Nó không chơi được nữa thì mới cho chú ấy. Và chú ấy thả đi các bạn nhé, chú ấy thả đi mấy lần nhưng mà nó không đi. Đấy, bởi vì nó yếu quá, nó đói, nó lại quay về. Thế là mình mang sang trường chim mình rượt ấy, thì mình thấy nó đánh rất là hay, nhưng mà cứ đánh được một lúc nó lại rỉa. Các bạn, đánh một lúc nó lại rỉa. Rỉa xong nó lại đánh. Thế là mình mới ra mình bảo chú ấy thôi chú để cháu mua. Đấy, lúc mua thì rất nhiều anh em ở cái trường chim 8668 đấy, ở đường Lê Đức Thọ kéo dài ấy, nói mình hâm. Các bạn hiểu không? Đấy, con chim ông thả đi rồi đây chả ai mua làm gì. Mà các bạn biết không, về mình nuôi đúng nửa tháng nhá. Về nuôi đúng nửa tháng, đi thi cái trận đầu tiên là ăn cờ top 20 do câu lạc bộ Mỹ Đình tổ chức. Ngày đấy nó khoảng tầm ngày đấy tổ chức giải đông lồng lắm, nhẹ nhàng nó phải 150-200. Hôm đấy chắc nó còn tầm 150-180 lồng. Đấy là thi vớ thi vẩn đấy các bạn nhé. Mà top 20 đấy, về sau con đấy là cũng là một con chim khá nổi tiếng, mang tên Cái Bang của mình. Thì mấy anh em cầm đi cũng nhiều giải lắm. Rồi về Từ Sơn có một cái trận hay nhất là cũng 300-400 lồng là được giải nhất, là cái cúp sông Hồng. Cúp sông Hồng là những cái tỉnh ven sông Hồng người ta mở, đấy gọi là cái cúp sông Hồng. Đấy, được giải nhất đấy các bạn. Để cái quá trình mà phục hồi con chim, thực ra là nói lại cái câu chuyện này này. Đấy, thế thì nguyên nhân như thế nào? Tại sao chúng ta phải phục hồi một con chim? Đầu tiên là nguyên nhân đấy. Chúng ta cứ nói rằng là nó giống như con người chúng ta, nó bị suy nhược. Đúng không? Đấy, nó bị suy nhược cơ thể. Có thể là do chăm nóng quá, đúng không? Đấy, anh em ạ, đóng sâu vào, đóng kích công kích vào, đúng không? Dốc két dốc kia vào, công nó nóng quá, dẫn đến con chim nó bị hỏng hoặc là bị độc tố. Đấy, xong rồi lông nó lại hỏng nữa. Đấy, thế giờ phục hồi những con đấy thì mình sẽ áp dụng một cái chế độ nuôi thật là mát các bạn. Đấy, cái con Cái Bang đấy về là mình cho tắm này, đấy, ăn cám rất là mát. Ngày đấy là mình dùng cái cám gì nhỉ? Ngày đấy dùng cám Việt Thanh Xuân, anh em Việt Thanh Xuân ở Hà Nội ấy. Đấy, rất là mát và hoa quả đấy cũng cho ăn cả ngày. Thế thôi, phục hồi như vậy thôi, nuôi tầm 15 ngày con chim nó đã khác rồi. Đấy, rất là đơn giản thôi chứ không nuôi nóng nữa. Đấy. Bạn Phan Hải Đăng, bạn bảo là em đang dùng canxi của anh đổ nhanh thật, lông đổ nhanh thật, cảm ơn em nhé. Đấy. Thế bây giờ phục hồi tiếp này, hiện tại thì ở trong nhà mình thế nào? Đang có những con chim như này nhá. Đầu tiên là con cốt thép. Đấy, mình đặt tên là con cốt thép. Ngày mai mình sẽ quay các bạn xem nhé. Thực ra người ta thường thường là chắc là phải quay những cái chiến binh tên tuổi đúng không? Mình sẽ quay những con chim bệnh tật để cho các bạn xem. Con cốt thép nó là giải nhất 96 lồng ở Mộc Châu, Sơn La.
Đấy, thế mình lấy về và mình có bán cho anh em ở trong miền Nam. Đấy, sau đó là vào trong đấy thì thi cũng được mấy cái chung kết. Đấy, và thay lông xong thì bị xịt. Lông thì xoăn các bạn, lông thì hỏng, xấu hết. Đi thi cứ gãi với rỉa thôi. Và mình cũng mình thấy tiếc nó quá, mình đổi về, đổi một con chim mình mua 8 triệu. Đấy, mình đổi vào trong đấy, con chim 8 triệu thì vào trong đấy người ta lại bán được mấy chục triệu rồi. Và giờ mình vẫn còn đang ôm cái con cốt thép. Tại sao mình đặt tên là cốt thép? Bởi vì là mình phải chế cho nó một cái nóc ấy, bằng cái tấm alu, bởi vì nó bức chim nó đấu được một lúc lên nó nếu mà có cái tấm che nóc nó kêu lên nó mổ nóc. Nếu mà có cái cóng là nó mổ cóng. Đấy, nó bức đến mức độ bạn là mình đang hồi phục lại nó. Một con này, một con mình đang nuôi là một con hơ mông. Con hơ mông đấy là ngày xưa mình mua ở Nghĩa Lộ là 35 triệu. Các bạn nhé, 35 triệu. Và mình cũng bán vào trong miền Nam. Đấy, vào trong đấy thì anh em thi cũng xịt. Đấy, thì mình cũng lấy lại. Nói chung là làm ăn uy tín các bạn. Mình làm ăn uy tín, mua mà anh em không ưng ý thì mình lại lấy lại. Đấy, và bây giờ cũng đang hồi phục lại hai con. Một con Điện Biên thì cũng hồi phục cũng không phải. Một con Điện Biên thì thay lông thì nó bị lỗi. Mình vừa rồi thi được hai cái top 10 thôi. Đấy, hôm nay bắt đầu đổ lông rồi. Đấy là ba con chim mà mình đang hồi phục. Thế về cơ bản đấy nhỉ nhá. Mình chia sẻ anh em nó hơi sâu một chút thì anh em cố gắng nghe nhá. Mình nghĩ cái chủ đề này mình nói nó hơi dài một chút thì anh em ok bạn Quốc Trường nhá. Anh em chú ý nghe. Thế thì bây giờ cái cách hồi phục của mình là gì? Mình sẽ sử dụng cái cám của mình làm là những cái cám mát các bạn. Riêng hồi phục nó là phải mát. Đấy, hoa quả là phải ăn nhiều. Đấy, mình chấp nhận là gì? Nó mát là sao? Nó mát là có thể nó xuống lửa, nó tụt lửa, kệ nó, mình cứ chăm đi. Đấy, sau một cái lớp lông thì các bạn thấy là cơ thể nó nuôi mát mà, hoa quả nhiều, nó đào thải được độc tố, nó sạch sẽ cơ thể. Lúc đấy thì chúng ta sẽ tập lực cho nó và chúng ta vào mồi tươi, vào cào cào. Đấy, và chấp nhận nuôi một nước lông. Đấy, anh em hiểu không? Tại sao nhà mình anh em bảo là cứ không nuôi chim đi thi đấu? Con nào ở nhà mình đi thi đấu được là con đấy phải nói là rất là dễ chăm đấy. Chim toàn chim hồi phục thôi mà các bạn. Đấy. Đúng không? Thế là cách nuôi như vậy thôi. Cách nuôi là anh em nuôi mát nhá. Nuôi mát cho mình, hoa quả cho ăn nhiều lên, mồi tươi cho vừa thôi. Đấy, có thì ngày 2-3 con. Mình vừa đăng ký vé 1 triệu ở Bắc Giang, gọi là đi giao lưu thôi. Chim thì cũng điểm lông rồi, nhưng con chim của mình là cũng chỉ cám với hoa quả. Mình đang dùng cái cám hót đấu đây. Bạn, nói chung là mình không khuyến khích nha. Mình không thần thượng, không thần thánh cái cám. Nên phải nói anh em hiểu. Không bảo mẹ thằng già Nga Nam này nó nuôi nó lại quảng cáo cái cám của nó như kiểu cám thần cám thánh ấy. Không cần ăn mồi tươi cũng thi đấu được. Đây là mình nói câu chuyện là rất là thật. Đấy là bản thân mình là mình chỉ nuôi cám này, hoa quả đấy, với nước mồi tươi rất ít, bởi vì là do mình bận. Chứ mình không khuyến khích anh em là nuôi không có mồi tươi nhá. Hôm nay vừa đi xin được, vừa đi xin được cái đứa con gái, cái đứa Thùy Dương Bắc Cạn ấy. Xin được nó mấy con cào cào về cho nó ăn. Hôm nay cho ăn 3 con, ngày mai cho ăn 3 con nữa là đi thi đấy, đi đánh vé 1 triệu anh em. Đấy, cám nào là cám mát? Dạ cám mát đây ạ. Cám mát đây. Cám này của bên mình là 45.000 đồng một gói các bạn nhá. 45.000 đồng một gói 200g. Đấy, cám trà màu hót đấu. Tại sao mình dùng từ hót đấu? Có thể là vừa nuôi nghe hót và vừa nuôi thi đấu được. Đấy, anh em nuôi quanh năm nhá. Đấy. Thì cái công việc của mình nó cũng rất là bận, cho nên là mình cũng không có thời gian chăm, chứ mình không khuyến khích anh em như vậy nhá. Và năm nay thì mình sẽ hồi phục những cái con chim nó bị suy yếu. Đấy, mình sẽ dùng cám này này. Cám này hoặc là hạt dinh dưỡng 3-1 bên mình được. Đấy, kết hợp với hoa quả mát nuôi lên thôi. Rồi, bây giờ mình bắt đầu trả lời câu hỏi nhá. Bạn là Cu Bia, bạn hỏi, bạn Cu Bia còn đây không ạ? Bạn hỏi là chim thay lông xong mà em thả lực được 15 ngày vẫn chưa thấy ôm lông hết lông bụng thì đã thả lồng nuôi được chưa? Em cứ tiếp tục đi. Đấy, về cơ bản cái lông này, cái lông bụng nó ôm ấy, các bạn phải hiểu nó là do cái chất lông của con chim rồi nhá. Nó do chất lông của con chim rồi, chứ không phải là cứ thả lực là mặc định nó sẽ ôm đâu nhá. Bởi vì là nếu như anh em mà nuôi cái cám nó nhiều đạn quá, cái quá trình chăm lông anh em cho nhiều đạn quá là nó cũng sẽ bị phè lông ra hai bên. Đấy, nói thật anh em là rất là tuyệt vời cho anh em nào được xem những cái live stream của mình. Mình không chia sẻ những cái kiến thức nó cao siêu là anh em phải đi làm này, đi đấu trường, làm này, đi lấy ô tô, lấy xe máy, đúng không ạ? Mình chia sẻ những cái kiến thức rất là bình thường để anh em có thể nuôi được một con chim, đúng không ạ? Nhá. Nếu anh em áp dụng một cái chế độ nuôi thừa đạm, con chim sẽ bị phè lông, nặng thì sẽ bị xoáy lông ở trên lưng. Đấy nhá.
Và những con chim mà bản chất nó lông, nó lông thì nó không dày, nó lông dày hay mỏng gì cả, lông nó không ôm ấy, lông nó không được ôm người ấy, là cái thể trạng của nó lỏng ấy. Các bạn hình dung như con người chúng ta nhé. Mẹ, có nhiều thằng các bạn có công nhận nó đéo chơi thể thao bao giờ, đúng không? Mà nhìn người nó rất là đẹp, form rất là đẹp. Đấy, có những thằng thì bản thân nó đã dẹo dạo. Như bản thân mình như này các bạn này, mình là người cũng thể thao suốt đấy, vừa đi đá bóng về, chiều nay vừa đi đá về. Nhưng các bạn thấy không, người mình trông nó cũng kiểu dẹo dạo, đúng không? Là do cái bản chất, cái gọi là cái gì, cái tố chất, cái thể chất, thể trạng của người mình ý, là nó đã yếu. Đấy, tuy nhiên mình có thể khỏe hơn là do quá trình mình luyện tập thôi. Đấy, chứ nhiều thằng mình thấy là nó rất bình thường nhưng mà người nó rất là ôm. Con chim vậy nhá, các bạn nuôi lâu năm thì các bạn sẽ thấy là có những con chim mà thay lông xong phát nó ôm ngay, đúng không? Thay phát xong phát ôm ngay. Đấy, mẹ, có những con chim thì làm đủ thứ chuyện trên đời nó vẫn không ôm nhá. Đối với những cái con chim mà lông nó không ôm, anh em nghe mình này, nuôi mát được không, đạm vẫn phải có nhưng mà ít thôi. Ví dụ như là có thể 2 ngày các bạn cho 3 con cào cào thế thôi nhá. Đấy, hoặc là 2 ngày thì mỗi ngày thì cho 1 con dế, ví dụ vậy. Nuôi mát, ít đạm và thay lông ở lồng lực luôn nhá. Thay lông ở lồng lực luôn. Đấy, cám bán ngoài thị trường rồi ạ. Được nhá bạn, lỗi định mệnh nhá. Ông nói phét vừa thôi, tôi mua 5 gói cám tặng làm ông nó. 5 gói cám tặng nào ông nó là như nào nhỉ? Mình chưa hiểu nhỉ? Rồi tiếp tục nhá. Cách tẩy run đi anh, em vừa mua tẩy run bên anh. Cám trứng lên lửa làm sao được? Cám trứng thì nó có chất gì đâu. Cái cám các bạn bảo 15.000 đồng một túi thì làm gì có chất, đúng không? Không có chất. Tẩy run đúng không? Tẩy run thì các bạn tẩy run trước vụ lông. Đấy, thì rất là hợp lý. Đây, để mình ghi cái sản phẩm tẩy run đấy nhá. Đây, anh em lưu ý giúp mình nhé, cái tẩy cái run, cái thổ run này là chúng ta phải cho uống theo bữa. Đấy, cho uống theo bữa chứ không phải anh em uống cả ngày được đâu. Giống như của người thế, sổ run thì sao? Đấy, anh em phải dùng theo bữa nhá. Cách sử dụng cái sổ run này ấy, là anh em cho con chim nó nhịn nước cho mình tầm 2 tiếng, được không ạ? Phơi nắng sáng tốt quá, chim mình thay lông mình vẫn cho phơi nắng đang căng đét, đúng không? Đấy, cái con yếu chân của mình ấy, đang căng đét. Đây này, cái cách sổ run mình thấy hiệu quả nhất là anh em cho chim nhịn nước tầm 2 tiếng đi. Xong anh em nhỏ một giọt thôi nhá. Một giọt này vào khoảng 15ml nước. 15, ví dụ như cái chai này là 20 này. Đấy, 15ml thì nó tầm 2/3 chai này, một giọt thôi. Anh em đưa vào phát, đưa vào là con chim nó sẽ uống liên tục. Đấy, nó uống được một lúc. Đấy, thấy nó uống ok rồi thì anh em rút ra thay nước trắng luôn. Đừng để lâu nhá. Chú ơi, chim cháu báo lông rồi, không phải cắt đâu mà cho ăn ít đi. Giang Tổng, anh hướng dẫn em mồi tươi hoa quả, cám hót đấu, phân quá ok. À, bạn Giang Tổng này mình thấy quen thế nhỉ? Bạn Giang Tổng là có một con chim phân nát phải không? Bạn dùng thấy thế nào rồi? Mồi tươi hoa quả, cám hót đấu. Cám hót đấu hay hoa quả đấy anh em cứ cho ăn cả ngày cũng được. Nhưng mình bận. Nó thật anh em bận, mình cứ cắm cho cả ngày, sáng cắm rồi tối thì nhấc ra. Đấy, mồi tươi thì anh em nó như này này, các bạn phải hiểu này. Mình hướng dẫn thì nó chỉ là chung chung thôi nhá. Mỗi một con chim ấy nó sẽ có một cái, ví dụ cái nước lông nó khác nhau, đúng không? Cái phách đánh nó khác nhau. Đấy, và cái khả năng hấp thụ thức ăn của nó khác nhau. Mình có những con chim các bạn nhé, cho ăn thoải mái luôn. Ví dụ như mình đang nói thẳng, ví dụ về sâu đi, đúng không? Về sâu. Đấy, về sâu quy nhá. Có những con chim ạ, mình cho ăn sâu quy, ví dụ như là cho ăn ngày tầm 5-7 con vẫn trời mầm, đúng không? Không sao ấy cả. Nhưng có những con chim các bạn biết không, chỉ còn cho 2-3 con và thôi nó rỉa ngay. Rỉa ngay, lên giàn thi là rỉa ngay. Đấy, mình chỉ lấy ví dụ như thế là các bạn thấy, đúng không? Rồi cào cào đấy nhá, cào cào ấy, đang nói về cào cào nhá. Có những con mà mình cứ cho ăn cắm cho đầy rọ, được không? Mày thích ăn bao nhiêu thì ăn. Đấy, ví dụ như trước mình có con mafia chẳng hạn, nuôi nó rất dễ, nuôi nó rất là dễ, không cần cho ăn nhiều mồi tươi.
Đó, cứ trước hôm thi 2 hôm là mình cho mỗi ngày tầm 5 con. Thế là ok lên dàn chơi. Đấy, chỉ có top 10 với chung kết, riêng con đấy đi thi là chỉ top 10 với chung kết. Đấy. Có những con chim mà mình lại phải cắt mồi tươi các bạn này. Ví dụ như này nhá. Để đây mình sẽ nói. Thế bây giờ nói như thế thì nó liên miên quá. Tôi kho bên mình. Đúng rồi, cho uống trong ngày ạ. Mình không bán chim đâu. Nhá. Nói thế nó rất liên miên. Có một cách như này để các bạn có thể thử nghiệm được này. Những con chim nào mà hay gãi rỉa. Đấy. Thì anh em phải cho ít mồi tươi. Thậm chí nhá. Thậm chí như mình ấy là còn cắt mồi tươi. Ví dụ như là chỉ cho ăn giữa tuần thôi. Ví dụ thứ 2, thứ 3, thứ 4. Cùng lắm đến thứ 5 thôi. Thứ 6, thứ 7 cắt mồi tươi chủ nhật cho đi thi. Ví dụ thế. Còn có những con chim mà nó lại không gãi rỉa. Đấy, nó thích ăn mồi tươi. Thì làm sao chúng ta cứ cho ăn đều ngày tầm 5-7 con là ok. Đấy các bạn ạ. Thế thì bây giờ cái điều quan trọng là các bạn nuôi con chim. Các bạn phải thử nghiệm. Đấy. Mạnh dạn lên. Mẹ đừng có tin rằng An Nam, anh em hiểu không? Đéo phải tin bố con thằng nào hết, cứ thử đi. Được chưa ạ? Nhá, cứ thử đi, trải nghiệm đi. Các bạn tự làm, các bạn tự trải nghiệm thì các bạn mới có kiến thức được. Đấy là mình khuyên thật các bạn nhiều như vậy. Đúng không? Tại sao mình live stream khoảng bao nhiêu năm nay? Đúng không? Vẫn có nhiều người xem, tất nhiên là cũng có nhiều người ghét, mẹ nhiều thằng ghét, đúng không? Nhưng mà vẫn có nhiều người yêu mến. Bởi vì sao? Những cái kinh nghiệm của mình ấy, mình chia sẻ cho các bạn ấy, là những thứ mình trải nghiệm, mình tự rút ra được kinh nghiệm. Nhưng nó rất là thực tế, chứ nó không mang cái tính chất bị ảo ma Canada. Đúng không? Nhá, ông thần chém kinh quá. Chém là chém thế nào? Nói rất thật luôn. Nói thật. Đúng không? Bùi Viết Tùng từ từ nhá. Ví dụ các bạn có thấy là có những người đi thi, các bạn xem những đấu trường lớn đúng không? Có những ông đi thi đấu trường lớn nhá. Mẹ cho ăn cả cóng sâu. Đấy, mình quay clip người ta không cho quay. Nhưng mà nói thật là ăn cả cóng sâu luôn. Nhưng có những người người ta lại cắt mồi tươi luôn, người ta cho ăn hoa quả. Đấy. Các bạn phải nuôi, các bạn phải thử nghiệm nhá. Bạn Bùi Viết Tùng này. Bạn hỏi là con của em cứ khoảng hơn một tiếng là tắm khô thì nên giải quyết sao? Trường hợp này là nóng bức. Đấy, chắc chắn là nóng bức. Đúng không ạ? Chắc chắn là nóng bức. Một là về chế độ mồi tươi là phải giảm đi. Ví dụ bây giờ em đang cho ăn đều mồi tươi với em là vợ với mẹ lại còn ủng hộ đi bắt cào cào nữa là bỏ mẹ rồi. Hỏng đấy, đúng không? Đấy, em giảm đi. Ví dụ như em cho ăn mồi tươi mỗi ngày 5 con thôi. Thứ 2, thứ 3, thứ 4, ví dụ vậy. Đấy, thứ 5, thứ 6, thứ 7 em cắt mồi tươi cho ăn hoa quả cả ngày cho nó mát. Thứ 2, thứ 3, thứ 4 là ăn để tích lực, đúng không? Đấy, thứ 6, thứ 7 là ăn mát để hãm nó lại. Đúng không? Đấy, chủ nhật em cho đầu tiên là em phải thử. Nếu không được nhá, nếu không được em phải đổi cả. Chào Trần Thanh Hải, chào giáo sư, giáo sư. Giáo sư về cứt học đúng không? Cứt chim. Rồi, tiếp nhá. À, vẫn nhớ chứ. Chim em đang thay lông nhưng bận, không có thời gian chăm mồi tươi, có sao em bận đi làm. Ok em ơi. Đấy, mồi tươi, hoa quả thì rất là ok rồi. À, hoa quả với cám ok rồi, em cơ bản em phải dùng cái cám nó có chất một chút nhá. Bác cho em hỏi, mộc mới bắt về thả lồng lực được 2 tuần nhốt lồng nhỏ để nuôi được không? Được em. Đấy, mới điều mồi tươi hoa quả anh hướng dẫn rồi nhá. Nước tắm chưa có, hôm qua em đánh giải 500k nó ché từ vòng đầu vào vòng kết hợp với tăng lửa của anh, cảm ơn anh. Rồi cảm ơn Cường Phạm nhá, mời Cường Phạm lên giao lưu xem nào. Hạt 3 in 1 có hỗ trợ, có ạ. Có chứ. Phân to như phân gà, không sao đâu, phân to thì chắc là do cám thôi, nhiều hoa quả thôi. Không sao đâu. Em có con chim hay quá mà bị ngửa. Mở hết áo lồng ra nhá. Bạn bằng bịp bạn có con chim hay mà bị ngửa, mở hết áo lồng ra đừng trùng một mặt, trùng một mặt nó dễ ngửa lắm. Có con chim đi phân nước, chị Hoài không khỏi. Thì bạn dùng cái cám trà máu hót đấu bên mình, dùng lâu dài vào nhá. Ai đồ hướng dẫn cách chăm lông, Tùng thôi. Chim em hay nhảy
xuống đáy lồng em căng cước nó vẫn nhảy xuống, có xử lý được không? Em căng 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 hai lớp đi. Cái lớp bình thường ấy, đây không có lồng nào nhỉ? Con mượn cụ cái lồng nhá. Đây. Em căng hai lớp đi. Căng nó cao cao lên một tí. Cái lớp đầu tiên thì nó sẽ cách cái mặt tang này khoảng tầm 2 phân. Đấy. Nan nào em cũng căng 1 giây nhá. Lớp thứ hai thì em căng cao lên khoảng cách cái lớp thứ nhất khoảng 3 cm và xem cái nan ra. Đấy. Nan này cách một nan thì căng 1 giây. Đấy, làm như thế nhá. Xuống sàn căng hai lớp đi. Được không? Tại sao đấy? Bởi vì khi nó nhảy xuống ấy, nó nhảy xuống thì cái lớp cước bên trên ấy nó sẽ giữ con chim lại. Đó, chân nó không chạm được xuống sàn là nó sợ nhá. Bạn Hoàng Phương à. Chăm lông lên tắm, tắm chứ, tắm tan sạch sẽ anh em, chăm lông cứ sạch sẽ đi. Đó. Cứ sạch sẽ đi nhá, nghe mình đi, không sao đâu. Mình chăm lông mình vẫn còn nuôi lồng lực tắm sạch sẽ, con chim đang căng đét rồi đang chờ nó khô lông là đi thi luôn. Đó, con chim, con cóc của mình mai mình quay clip anh em, con yếu chân ấy, mình có một con yếu chân mình lên clip rồi đấy. Vẫn nát à? Bạn Đức Tuân à. Ok, bạn chuyển về đi, nhưng mà nó nếu mà nó bị mãn tính quá thì cũng thật sự là khó đấy. Bạn về cám hót đấu rồi nó sẽ đỡ được hơn. Và nuôi ở lồng lực nhé, nuôi lồng lực, đừng có chùm á lồng, mấy con chim phân nát đừng chùm á lồng nhé, vẫn thi đấu bình thường anh em, không phải sao đâu. Cám tổng hợp thay lông được ạ. Triệu Phùng Luân 80%, thế thì em cứ chùm tiếp đi. Nên nuôi bổi già rừng, nuôi được 4 mùa và đi cà phê hoặc mồi không ạ? Làm sao biết được, nó do tố chất con chim, chứ còn bây giờ em hỏi thế thì nó khó nhé. Chim bị ngửa nhốt lồng nào hạn chế được ngửa không anh? Không, nó có cái dọ chống ngoái thì em lắp cái dọ chống ngoái vào, nhưng mà nên mở nhá. Ăn cá mát chim bổ nan cách khắc phục sao? Em dùng cái lồng nan cắp quang nhá, dùng cái lồng nan cắp quang cho nó. Con yếu chân nuôi lồng lực được không anh? Anh có một con yếu chân anh đang nuôi lồng lực ấy, nhưng mà nếu như nó hay co một chân lên thì phải xem là cái chân đấy nó có bị đau không. Còn khuyến mại nhá, bạn Trung Nguyễn nhá, xem nó có bị đau không. Chim ngoái là khó hết ạ. Chim ngoái thì đến bây giờ là khẳng định với anh em là chưa có một phương pháp nào để hết được. À, nước tắm chưa, nước tắm chắc là công nhân người ta vẫn đang thi công mà mình quay clip anh em xem rồi đấy, chắc phải mai mới về. Đúng rồi, bạn Quỳnh Trần này, nói chung là như này nhá các bạn này, bạn Quỳnh Trần bạn hỏi là chim thay lông chùm áo lồng để trong phòng tối, à để trong phòng ngủ để 3 ngày liên tục rồi mới thay bố lồng thì ổn không bác? Sợ tối quá chim không thấy đường ăn uống. Thế thì đầu tiên ấy, cán tổng hợp thay lông được anh em nhé. Cán tổng hợp thì đang có chương trình mua 1 tặng 1 nhé. Đầu tiên là như này, nếu như bạn để đấy, bạn nên chọn một cái áo lồng sáng màu thì để con chim nó có thể nhìn thấy ăn uống. Và thứ hai mình khuyên anh em, đây là lời khuyên rất chân tình của mình, được chưa, là anh em cứ ngày nào anh em cũng dọn đáy lồng cho mình cho nó sạch. Đấy, anh em mà cứ không dọn đáy lồng nhá, anh em để nó bẩn nhá, là thay lông xong lại béo ràng anam bán thuốc ho nhá. Đấy, thay lông xong lại anh ơi để cho em lọ thuốc ho nhá. Đấy, êm. Được chưa? À, cám tổng hợp của bên mình là 40.000 đồng một gói. Mình đã chứng minh bằng thực tế cho anh em ở trên những con chim của mình là việc mở áo lồng hay đóng áo lồng thì thời gian thay lông là như nhau. Chỉ có điều những con chim mà nó quá nhát
anh em phải không, nó quá nhát. Nếu như anh em mở áo lồng ấy, chẳng may nó phi, nó bị gãy, nó bị rụng cái lông máu, được chưa? Đấy, chứ còn đối với con chim thuần nhá, mình vẫn mở một mặt áo lồng, mình cho thay lông như bình thường, mình chứng minh bằng thực tế rồi, đúng không? Lông vẫn mượt, vẫn đẹp. Nhá, nếu như chim của anh em mà thuần, đấy anh em nuôi, anh em cứ nghe mình dọn dẹp sạch sẽ, tắm táp đầy đủ, được không? Mà thay lông mà bị hỏng, mà do cái nguyên nhân đấy, anh em cứ lên mạng anh em chửi mình, được không? Cứ ra Hà Nam mà chửi, bởi vì mình kiểm nghiệm bằng thực tế rồi, nhiều năm nay rồi, đúng không? Chào Dương Dũng nhá, cám tổng hợp đây ạ. Cám tổng hợp là 40.000 đồng nhá, một gói, mua một tặng một. Đó, anh em đặt nào. Úi dồi ôi, cám tổng hợp bên mình nó ngon lắm anh em, nó ngon lắm, nó thơm lắm nhá. Làm nó công phu, hạt cám bên mình ấy là tất cả các loại hạt mình phải rang chín lên, xong lại nghiền ra. Cám tổng hợp mà anh em bảo mình quay toàn bộ quy trình làm cho anh em xem suốt rồi đấy, đúng không? Cà rốt này, khoai lang này, củ dền này, đấy, các loại củ quả đấy, rồi ngũ cốc này, nhộng này, tôm này, trứng này, thịt này, cám tổng hợp mà như thế này, túi này là 500g, còn gì bằng nữa, đúng không? Thôi không ăn thử nữa, đây này, túi này mình ăn nhiều lắm rồi, bởi vì hôm nay không có nước, ăn xong nó lại khát nước. Khoáng sử dụng như thế nào? Khoáng đây, đây khoáng cho chim thay lông này. Anh cũng không biết là Quang Nguyễn nào, nhưng của anh là mùi thơm tự nhiên. À, bạn Hoàng Phương, bạn bảo là có con bổi cứ xách lồng là nó đâm sức đầu, có cách nào trị không anh? Thì bạn cho vào cái lồng nan mau cáp quang ấy nhé. À, bạn Trần Duy Khánh ơi, bạn đừng ấy như này, nó bị lộ thông tin cá nhân. Đấy, bạn nhìn thấy cái dòng chữ chạy chạy kia không? Làm theo đúng cái dòng chữ nhá. Bên mình không có chương trình miễn ship, nó thật anh em, đang bán lỗ. Bán lỗ mà lại miễn ship nữa thì chết. Đấy, bây giờ anh em bảo cám này mua một tặng một, đúng không? Đấy, mình khuyên anh em này, đây là lời khuyên chân tình của mình, mua ít thôi. Đấy, mua ít thôi, về dùng đã, xem thấy nó tốt tốt thì mua tiếp. Đấy là khuyên thật. Mẹ, chả có thằng bán cám nào mà lại mua, khuyên anh em mua ít thôi nhá. Mình khuyên anh em mua ít, mua ít thôi, làm khoảng 3 gói thôi. 3 gói mà bây giờ anh em ở 3 gói mà tặng thêm 3 gói nữa là anh em có 6 gói. Nhá, mua ít thôi. Ok. Nào để mình tập trung nhá. Nào anh em bắt đầu đặt câu hỏi đi, mình tập trung. À cái khoáng này thôi được rồi, để mình giới thiệu nốt cái khoáng này. Khoáng này quá nổi tiếng rồi, đúng không? Khoáng này của Giàng An Nam thì nó gọi là number one con mẹ nó luôn anh em, mình nhận không? Đấy anh em nhìn, cứ nhìn cái lượt bán đây này. Riêng một kênh này mà một mã này mình bán vào 4.542 lọ. Đấy, chưa tính một số anh em mua hai lọ nữa thì mình ra thị trường riêng bản thân mình chắc tầm 10.000 lọ. Đấy, còn chưa tính anh em khác, Tống Khải Hoàn này, Đặng Khương rồi các đại lý các tỉnh. Đấy, đúng không? Nó lại là uy tín rồi, number one. Bây giờ anh em dùng những cái sản phẩm này của mình ấy, nó giống như kiểu xà phòng tắm mình dùng Lifebuoy, được không? Nước giặt thì dùng Omo. Đấy, nó là thương hiệu đã được khẳng định nhá. Đấy nhá. Đấy, vitamin và khoáng chuyên dùng cho chim thay lông, giúp chim thay lông đẹp, thay lông nhanh, chống cắn mổ lông do thiếu chất, tăng cường trao đổi chất và hấp thụ thức ăn, phòng chống bại liệt và tăng sức đề kháng. Nhiều con chim thay lông xong ở chân nó cứ yếu là do cái quá trình thay lông nó cần nhiều vitamin và đặc biệt là các loại khoáng đa vi lượng. Nếu như mà các bạn không bổ sung đủ cho nó thay thì cái quá trình thay lông xong con chim nó sẽ bị yếu, bởi vì nó phải lấy khoáng từ cơ thể để chăm sóc lông. Đấy, dẫn đến không đủ khoáng để chăm sóc các tế bào trong cơ thể, xương khớp nữa. Đấy, nhưng các bạn dùng khoáng này thay lông con chim vẫn nhanh nhẹn. Đấy, thay lông xong vào lửa rất là nhanh nhá. Quảng cáo thế này mà các ông mình không mua nữa thì bó tay các ông luôn đấy. Nào anh em ơi, ấn vào giỏ hàng nào, xem là được bán được mấy đơn này. Mẹ cứ mải tư vấn này nhá, không bán hàng gì cả, cứ mải tư vấn thôi, đơn hàng đâu nhỉ, sao lại không có cái phần đơn hàng nhỉ, chưa ai mua,
anh em nào mua phát ra nào. Được rồi nhá, cám tổng hợp có bỏ hương mình không? Mình không bỏ hương đấy, nó bỏ hương thì có cái gì bỏ hương, rất đơn giản đúng không? Ra cái chỗ bán đồ pha chế thích cái hương gì chả có, đấy là mình còn mua cái hương cao cấp. Ví dụ vậy, ra chỗ đồ pha chế cho người ấy, hương dâu, hương cam, hương gì chả được, cái gì có, nhưng mình không cần cho hương, cám của mình nó tự thơm rồi nhé. Chắc là nó sắp thay lông rồi, bạn xe điện Nam Nhung nhá, xem là chăm có bị nóng quá không. Chim đánh quá bu chụp, đánh lồng nào phù hợp? Đánh bu chụp thì thông thường thì sẽ dùng lồng sinh nan mau, nhưng đấy là thông thường thôi, còn chưa chắc nhá, nhiều con nó lại phải được bu chụp để mới chơi đấy. Mẹ không cho nó bu chụp phát là nó lại không chơi ngay, được chưa? Màu thay lông tầm mấy tháng ạ? Bạn là diều sáo 19 Phú Thọ, màu thay lông sao của em nó chuyển sang màu vàng? Đúng rồi em, không sao đâu nhá, nó hơi vàng vàng đúng không? Lọ của anh nó cũng hơi vàng vàng mà. Mình mở nắp ra mình để 1-2 hôm nó hơi vàng vàng, không sao đâu. Đấy, chúng ta cho vào cám chúng ta lắc nó cứ tơi là được. Thời gian thay lông của con chim ấy, nó là khoảng tầm 2 tháng. Đấy là gần như bộ lông nó hoàn thiện thôi nhá. Đấy, còn sau đấy thì nó có thể rụng điểm nữa và phải tập lực tập liếc, nói chung là nó phải 3 tháng. Nước tắm mình chưa có. Nỗi buồn không tên, vừa nhận cám xong định bom hàng. Ôi giời, bán rẻ thế lại còn bom hàng. Cám hót đấu trộn hạt cào cào chăm lông, không cần phải trộn cái gì nhá. Bạn chuối nghe rõ này, không cần phải trộn cái gì. Cứ cám với hoa quả, lâu lâu cho tí mồi tươi nhá. Bận quá thì làm cái dế, con dế mèn nuôi nó dễ mà nó rẻ. Nuôi từ nhỏ mà chân kém, dùng gì? Dùng vitamin khoáng ạ. Đó, anh em đặt hàng nào. À, bạn Anh Tuấn Thảo Anh này. Đấy, bạn mua combo chữa ho. Đây, để mình ghi nghe. Đây, cái bình luận của bạn này này, mình sẽ đọc lên mọi người cùng nghe nhé. Ôi chết mẹ rồi. Chạy đi đâu rồi? Bình thường ấy, những cái bình luận này là live trên live stream người ta sẽ xóa. Các bạn hiểu không? Ngày xưa mình được đi học live stream là mẹ thằng nào nói tốt thì để lại, anh em hiểu không? Thằng nào nói xấu xóa, giải quyết sau, được không? Nhưng mà bạn Anh Tuấn này này, bạn ấy bình luận này, mua combo chữa ho nhưng mà ho thì không hết mà giờ lại đi phân nát bét. Đấy, thế thì đầu tiên thì mình sẽ tư vấn cho bạn là như này. Dùng thuốc ho ấy, nếu mà mình dùng lâu ấy, hoặc là một số con chim mà cái đường ruột của nó kém ấy, là nó sẽ bị đi phân nát. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Thì mình sẽ giải thích cho các bạn cái nguyên nhân trước nhá. Đấy, thế là khi mà cái thuốc ho này nó vào trong cơ thể này, nó sẽ công nhận nó có công dụng là gì? Tiêu diệt vi khuẩn và virus. Đấy. Giống như các bạn uống một số loại thuốc mà các bác sĩ ví dụ như uống kháng sinh, thuốc ho, đúng không? Các bạn bị ho, các bạn uống thuốc ho thì bác sĩ người ta sẽ kê thêm cho các bạn cái men tiêu hóa. Đấy, cái thuốc này vào là nó sẽ là sao? Nó diệt hết những cái loại vi khuẩn ở trong cơ thể của con chim. Nhưng mà thuốc thì nó không phân biệt được là vi khuẩn tốt hay vi khuẩn xấu. Tên là vi khuẩn, là diệt. Thế thì chúng ta nên bổ sung thêm men tiêu hóa. Đấy, để nó cân bằng cái hệ vi khuẩn có lợi đường ruột cho nó nhé, lợi khuẩn. Đấy. Thế còn bây giờ là ho thì không hết, thì mình cũng nói luôn với tất cả anh em là gì? Không bao giờ mình khẳng định được là nó sẽ hết. Đấy, mình đã phân tích cho anh em rất nhiều lần ở trên live stream về cả nguyên nhân. Đấy, nguyên nhân bị ho, ví dụ này, do vi khuẩn virus thì cái này có thể điều trị được. Đấy, tỷ lệ thành công khoảng tầm phải đến 80% các bạn. Tỷ lệ thành công phải 80%. Nhưng còn một nguyên nhân nữa là do ho, do nấm. Đấy, các bạn hiểu không? Nấm là một viêm mũi. Đấy, ho theo mùa, trời nồm mà nó ho, là cái con đấy là cái hệ hô hấp của nó đã kém rồi, cái sức đề kháng của nó kém rồi. Đấy, còn do nấm ấy, ví dụ do nấm phổi, là các bạn biết nấm phổi, các bạn lát nữa các bạn cứ vào Google các bạn search xem là nấm phổi nhé. Bản thân ở trên cơ thể con người còn khó chữa nhé. Đối với những cái loại mà động vật lớn như kiểu người hoặc là to, ít nhất phải như con gà, thì có thể có một số biện pháp can thiệp là mổ nạo nấm. Tuy nhiên là nó cũng không thể 100% được. Nhưng mà chim trào mào nó bé quá, không mổ được.
Đấy, tức là mình đã mang những con chim bị nấm để mình đi gọi là có bệnh thì vái tứ phương, nói thật anh em vậy. Đến mức độ các bạn biết là mình còn làm cái khí dung ấy, làm cái lồng kín này xong là khí dung nó vào để cho con chim ở trong nó thở. Giống như trẻ em mà ốm, nhà bạn nào phải có con nhỏ biết đúng không? Ốm người ta đi cái khí dung người ta xịt thẳng khí vào nhỉ. Giãn phế quản. Đấy, thế là do nấm là nó sẽ không khỏi. Đúng không ạ? Đây thuốc ho đây mình ghim rồi nhá. Ở đây bao nhiêu anh em dùng thuốc ho khỏi rồi anh em cho mình xin bình luận số 2 thôi nào. Thuốc ho bên mình thì là một cái sản phẩm cũng rất là uy tín ấy. Đây là các bạn xem cái lượt bán là 2.534 lọ. Đây là mình có hai kênh nhé. Đây là một kênh nhé. Còn một kênh kia bán cũng khủng khiếp. Đấy, rồi còn bao nhiêu anh em nữa? Nào bao nhiêu anh em dùng thuốc ho bên mình rồi? Khỏi rồi bình luận số 2. Đấy rất nhiều đúng không? Thế thì như này nó mới có tăng lửa toàn mùi sâm. Đúng rồi nó có sâm ấy. Nó có sâm. Đấy. Như vậy là rất nhiều người khỏi đúng không? Thế thì như này nhá. Mình sẽ tư vấn cho anh em. Bản thân ấy. Bản thân là con người chúng ta thôi. Cái sức đề kháng đó các bạn, mỗi một người nó khác nhau. Đấy, con chim cũng vậy. Cái sức đề kháng cái bản thân con trong con chim nó khác nhau. Con nào sức đề kháng tốt mà bị vi khuẩn tấn công. Đấy, sức đề kháng tốt, ví dụ hai thằng đang cân bằng nhau thì bơm thêm thằng thuốc ho vào thì nó sẽ làm cho con, nó sẽ không làm sức đề kháng tăng lên đâu, nhưng làm cho con vi khuẩn yếu đi và bị tiêu diệt. Đấy. Nhưng bây giờ cái sức đề kháng và cái con vi khuẩn nó đang như này, sức đề kháng đang bị thấp hơn. Được không? Dùng thuốc vào vi khuẩn bị yếu nhưng mà vẫn không đẩy được ra. Nhiều con bị ho các bạn, nó tự nó khỏi. Đấy, con người cũng thế thôi. Các bạn thấy là ví dụ như vừa rồi đại dịch đúng không? Covid, có những người bị Covid tử luôn. Đúng không? Có những người bị Covid thì gọi là sốt. Đấy. Xong là vẫn ok. Một số trường hợp mình khuyên các bạn này. Ví dụ như bạn nào đấy không khỏi, bạn Phạm Đạt này. Bắt ra, cho vào màn nhé. Cho vào màn nhỏ cho nó. Mình có con chim thi đấy các bạn. Mình có con chim thi, mình mua 11 triệu. Con bổi Cao Bằng, mình quay clip anh em này. Hôm nọ nó vừa bị ho. Bây giờ mình không như ngày trước nữa, cho uống mẹ, cho uống nhiều lúc nó cứ lờ tờ mờ, bắt ra mỗi ngày nhỏ cho một giọt nhá. Cho vào cái màn này bắt cho nó đỡ hại. Nhỏ 3 4 ngày là ok. Đấy, nhiều bạn cứ bảo là nó đang thi đấu bắt ra sợ hỏa, không sao đâu, các bạn bắt ra xong nó khỏi ho, các bạn nuôi lại 15 ngày nó lại chơi bình thường. Đấy, còn hơn là để nó nặng nó chết nhá. Anh nói về tăng lửa đi anh à. Mình chăm khi xuống lông rất ok. Sao lại bị rụng hai cọng lông máu vậy? Xin bạn tư vấn. Bình thường. Trong quá trình thay lông ấy, nó rụng lông máu là quá trình nó nhảy, nó va đập, đập cánh, đập đuôi, va quẹt vào lồng. Thì nó rụng lông máu, nó tác, nó cứ lực tác gì tác động đấy. Đúng không? Rất bình thường. Thuốc ho bao nhiêu một lọ? Thuốc ho là 100. Đây này. Đấy, rất nhiều bạn là dùng ok rồi đúng không? Chim bị đè thì tách nó ra. À, chắc là do ship thôi. Bạn mở ra nó vẫn ok thôi, không sao đâu. Trộn cám, vitamin khoáng này trộn cám thì ăn 2 bữa thì thay nhá. Em nhỏ sồng A Khương, em nhỏ cho 2 giọt hôm sau đi luôn. Nhỏ thì nhỏ một giọt thôi. Thứ nhất là nhỏ một giọt. Thứ hai là chắc là con chim của em nó cũng yếu rồi. Cách dùng tăng lửa sao? Ui cái tăng lửa này mình nói nhiều clip nó rồi. Mà bây giờ mình nói cứ nói tăng lửa nó tụt view luôn. Anh em kiểu nghe nó chán rồi hay sao ấy nhỉ? Đây này. Mình có rất nhiều clip đấy các bạn. Nói chung là về cái tăng lửa này nói nhanh như này nhá. Công dụng là giúp chim khỏe hơn, bồi bổ cơ thể cho con chim, giúp chim ăn uống tốt hơn, hấp thụ thức ăn tốt hơn nhá. Đấy, thành phần của nó là gồm rất nhiều hoạt chất và trong đó nổi bật là có chiết xuất nhân sâm, các loại vitamin, đấy, beta glucan giúp tăng sức đề kháng, nhân sâm thì giúp tỉnh táo linh hoạt, đấy, và các loại vitamin thì giúp bồi bổ cơ thể.
Đấy, thế thì khi sử dụng cái tăng lửa này, để mình ghi mình đã. Ngày bình thường ấy, anh em dùng thì để con chim nó khỏe. Cách dùng này, thứ 3, thứ 5, thứ 7, mỗi ngày các bạn chỉ cần cho từ 2 đến 3 giọt thôi, đừng cho nhiều quá. Đừng cho nhiều quá. Đấy. Hôm thi đấu các bạn có thể cho 3 giọt, nó uống và nó sẽ tỉnh táo hơn. Uống và nó sẽ tỉnh táo hơn nhá. Không có tác dụng phụ gì đâu. Bởi vì khi thi đấu ấy, nó tỉnh táo hơn thì nó sẽ đấu nhanh hơn, đấu tít hơn. Đấy. Tuy nhiên nó vẫn phải do con chim nữa, nó được một phần ở đấy thôi. Ví dụ như bản thân mình nhỉ, hôm nọ đi hai con, đi Tuyên Quang thi hai con, đấy là con Bổi Quảng Ngãi của mình và con Cáp Quang ấy nữa, thì là một con được vào chung kết được giải nhì. Đấy, con Bổi Quảng Ngãi thì nó mới ly xa lần đầu, nói chung là lần thứ nhất lên dàn, mới lần thứ hai đi thi thôi. Đấy, thì được mười mấy vòng, hôm đấy được mười mấy vòng cũng gần top là nó bị hạ. Đấy, tức là hai con mình đều chăm như nhau, đúng không? Đấy, cũng dùng tăng lửa, nhưng có con vào chung kết, có con lại không được. Cho nên là các bạn, các tăng lửa nó chỉ là một phần thôi nhá. Các bạn lưu ý giúp mình như vậy. Kiểu gì uống vào thì cũng nhanh hơn, khỏe hơn, đúng không ạ? Bao nhiêu anh em ở đây đồng ý là sử dụng tăng lửa này vào khỏe hơn, anh em cho mình xin bình luận số 3 xem nào. Được nhé bạn Linh Suka nhé. Các bạn thấy là ở trên TikTok này mình rất ít đăng về những cái người được giải. Mình không thích quảng cáo nó quá nhiều. Đấy, bạn Văn Cường, bạn Tùng Lâm, bạn Trai Bản. Đó, bạn Thuốc Nổ. Đấy, rất nhiều anh em. Rồi, được rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hai bên đang nổ. Là sao? Nó... rất nhiều anh em dùng thấy nó chơi tốt, đúng không? Hà Văn Thương, chim mình bắt đầu xuống lông. Ui, chết rồi, OMG. Chim mình bắt đầu xuống lông mấy hôm trước, xuống nhiều, mấy ngày nay lại không thấy rụng. Có sao? Không sao. Bạn Hoàng Liên, từ khi mở lọ ra dùng. Các bạn mở xong các bạn cất vào ngăn mát tủ lạnh thì để thoải mái, đóng chặt nắp vào. Em mới đổi cám mà chim đi phân không khuân, thầy có cách nào trị không? Em đổi cám gì em? Nếu đổi cám của anh thì cứ từ từ nhé. Cục mỡ là buổi sáng à? Buổi sáng thì nó bình thường thôi, không sao đâu mà. Chim em dùng khoáng lại ra hai lông trắng xám có sao không anh? Dùng khoáng thì liên quan đến lông trắng xám nhỉ? Nhiều con nó tự đột biến ấy. Có những con chim các bạn nhé, ngày trước ấy mình đã chứng kiến con chim nhỉ, khi mua về, khi người ta bẫy về thì nó có 2-3 cái chấm mơ ở lưng, thay lông xong phát mơ vẩy cá kín người luôn. Đấy, thế là bán cho ông kia. Ông kia ngày đấy chim mơ chưa đấu gì đâu, nhưng mà 18 triệu, bởi vì ngày đấy chim mơ nó ít. Và ông kia nuôi thay lông xong phát vụ sau không còn một tí mơ nào nữa. Đấy, những kiểu nó dạy là đột biến không ổn định. Ok anh em nhìn, Hà Văn Thương nhìn cái chữ chạy chạy ở dưới không? Tùy từng con thôi. Bạn là Linh Suka nhé, tùy từng con thôi. Không sao đâu bạn Lê Thi nhá, không lỏng đâu. À, uống thử rồi à, uống thử tăng lửa rồi à. Tăng lửa uống buổi tối mà. Mà anh em mà trước khi vợ chồng anh em uống một ít tăng lửa và là cũng khỏe hơn đấy nhá. Bạn Thành Mào Cui, chim cứ tóng xong là ho, có thuốc không anh? Mà chim đấu một lúc là há mồm, khả năng nó bị viêm mũi. Hưng Đôn Trè,
Bạn cúp đó mình còn vài cái đây, mình tặng hết rồi còn đâu. Có mấy cái này. Được cái nào tặng hết cái đấy rồi. Để vài cái đây để nhìn cho nó có tí, anh em hiểu không? Bẫy chè than nên đặt lồng dưới đất hay trên cây? Chè than thì nó là cái dòng mà lao đánh, anh em đặt đất cũng được, treo cây cũng được. Đó, nhưng mà chú ý là treo cái lồng của mình ở dưới thấp thôi, vì chè than nó là cái dòng nó phi từ trên xuống. Còn chà mèo là cái dòng nó đánh ngang. Nó đánh ngang, nó nhảy ngang như này. Vát vát này, chè than nó lao thẳng. Dạ vâng anh Nguyễn Xuân Hóa nhá. Từ Tết em cũng được hơn 3 kg cám. Ui dồi, được nhiều thế cơ à? Mua chim tầm này được không? Tầm này nếu mà anh em mua chim thì anh em phải có kinh nghiệm chăm lông thì anh em mới mua. Ví dụ như bản thân như mình thì tầm này mình lại rất thích mua. Mình thích tự mình chăm lông. Anh em chưa có kinh nghiệm thì cũng không nên mua đâu. Mà mua cũng được, anh em về anh em cứ làm như mình là ok. Cả thay lông anh em cứ cắm mát cho mình. Tôi nói thật anh em cứ dùng các loại cám nóng là thay lông xong là hỏng bét nhá. Chào Nguyễn Bá Hùng nhá. À, ok Tùng Lâm nhá, anh em cứ dùng các loại cám nóng, cám dạ là thay lông xong hỏng bét, không thể nào chơi được. À, Tùng Lâm con gì cô độc à? Đấy. Đang cầm hai con của Tùng Lâm này, cô độc với hơ mông đây. Hy vọng năm nay thay lông xong sẽ ok. Chăm lông nhàn hơn vào lửa. Cám mát à? Ví dụ như bên mình thì có cám này này. Hai loại hạt dinh dưỡng 3 trong 1. Đây, chơi là hạt dinh dưỡng 3 trong 1 đi. Đó, cho nó VIP slip đi. Làm sao để chăm lông đít đỏ? Ôi giời, chăm lông đít đỏ này đơn giản. Các bạn dùng cám ở bên mình là đít nó sẽ đỏ nhá. Thay lông xong mà đít cứ bạc trắng là nhìn chán nhỉ. Đây này. Các loại cám cho bên mình đều đít đều đỏ, anh em không phải lo. Anh em phải hiểu là như này này, đối với những người làm cám ấy, cái vấn đề đít đỏ ấy nó là một trong những cái cái vấn đề mà đít con chim nó đỏ ấy, nó là một trong những cái sơ đẳng trong vấn đề làm cám. Nhớ không? Anh em đừng có đặt nặng cái vấn đề sắc tố lông đít đỏ đít tiếc làm cái gì. Vấn đấy nó là một trong những cái kiến thức sơ đẳng về làm cám. Nó không có gì gọi là phức tạp cả. Nhớ. Mình cho nhiều củ dền này. Đấy, cho gấc vào. Đỏ ngay. Có cái gì đâu. Thích thì cho thêm một ít sắc tố nữa. Ừ. Cám đúng rồi, tố chất con chim thôi. Cám hiển thì 6-7 năm trước mình dùng, bây giờ lâu mình không dùng cho nên mình không tư vấn được. Anh em phải biết, để tôi nói này để anh em đỡ bị chăn gà này nhá. Đấy, anh em đỡ bị lùa gà này. Anh em phải biết là cái mục tiêu của anh em là gì. Anh em chăm một con chim để đẹp hay là chăm một con chim để thi, được không? Đấy, chứ anh em chỉ nhằm vào cái đít con chim nó đỏ thì anh em phải, nhiều khi anh em phải bỏ ra một cái số tiền nó rất là lớn, nó không cần thiết, được không? Cái đấy nó là cái kiến thức sơ đẳng của tất cả những người làm cám. Dễ như ngửa, nó dễ như kiểu úp bàn tay này, ngửa bàn tay này, các bạn hiểu không? Các bạn dùng các loại cám bên mình đít đều đỏ nhá. Chủ yếu nó là củi lửa. Nhìn ông anh căng thẳng thế, căng thẳng gì đâu. À, dùng được cho trà mà bổi nhá bạn Hiếu nhá.
Ok bạn Tuyến Nguyễn nhá, Tòng Văn Quý cảm ơn bạn nhá, đặt cám rồi. Anh ơi hỏi đang dùng hiển một bây giờ bền lực anh cũng không biết nữa. Cám nào cũng tốt cả nhưng mình muốn chăm chim phải mục đích gì thôi? Thi hay nghe hot đúng rồi. Nước tắm là 75.000 đồng 150ml nhưng mà chưa về. Đặng Thanh Minh nó bị gì? Chim rớt lông mình 3 ngày rồi ngừng. Kệ nó báo lông thôi, không sao đâu. Vẫn mua một tặng một nhá. Anh cho em hỏi em có con mồi đi bẫy gặp bổi già gấu. Chó thì im không dám chơi. Có cách gì không anh? Ôi giời. Mồi đi bẫy mà lại gặp bối không dám chơi thì dẹp. Dẹp. Mình thấy là không được đâu bạn NTD nhé. Mình thấy là nó không được đâu. Bên anh, bên mình là cám đây, cám mình làm đấy các bạn. Cám mình làm đấy. Bây giờ mình nói như này này nhá. Một gói này 45.000 đồng mà mình đang áp dụng cái chương trình mua một tặng một. Và mình khẳng định với anh em là mình dám thi đấu với tất về nước lông nhá. Về tức nước lông với tất cả các loại cám ở trên thị trường. Được không? Tê giác có chuyện cả ngày có lửa hay không anh? Có. Combo trị ho không ngờ cũng đỡ. Dạ cảm ơn bạn Bi Nguyễn nhá. Hợp thôi, nó hợp thuốc thôi. Nhá. Các bạn đang dùng cám của mình các bạn yên tâm đi. Được chưa? Thay lông. Một gói này chỉ 45.000 đồng thôi. Hoặc là cái gói gói 65.000 đồng này. Hạt dinh dưỡng 3-1 này này. Dám thi đấu với tất cả các loại cám ở trên thị trường. Được chưa? Anh em xem rồi đúng không? Đấy, anh em xem những cái clip của mình nó hàng triệu view. Mình chăm những cái con chim mà nó gọi là người ta muốn mang vứt đi rồi, muốn mang thả đi rồi, nó còn không đi nổi nữa. Đấy, lông thì trụi, lông thì mọc, không mọc nổi. Đấy, mình về mình cũng dùng những cái cám này thôi, nuôi mát thôi. Thay xong bộ lông mỹ mãn, đúng không? Ngưng kệ nó, anh em. Tất cả anh em nghe rõ lời tôi nói này. Chim thay lông nó ngưng kệ nó, không phải làm sao cả. Nhá, đến lúc nào chút nó khác chút. Đây. Đấy, muốn chăm lông đẹp mà nhanh chút lông, chút nhiều anh em dùng thêm cái khoáng này cho tôi. Một tuần dùng 2 lần. Nếu pha vào cám nhá, một tuần pha 2 lần vào cám. Mỗi lần bằng một hạt đỗ anh em cho vào cọng cám lắc đều lên, con chim nó ăn. Thế thôi, đơn giản. 2 ngày là thay cám, như vậy tương đương một tuần anh em sẽ dùng 4 ngày. Nếu mà cho uống nước thì một tuần anh em pha cho uống khoảng 3 lần. Cũng bằng hạt đỗ pha vào cống lắc đều lên đục cho nó uống. Đừng cho vào cống nhá, cái này trong này có khoáng ấy, là nó sẽ lắng đọng. Đấy, cho nên là chúng ta nên cho vào các cái ống. Mẩu Tiger, chào mẩu nhá. Dạo này thế nào? À. Cái con kia của em à? Con gì nhỉ? Hôm anh quay clip con đi đấu hay thế nhỉ? Con gì lắc lắc ở cái lồng khảm ấy? Con đấy giá cao không ạ? À, được nhá bạn Duy Khánh nhá. Chim lâu lâu ho tách có phải ho mãn tính? Phải bạn nhá. Anh thấy chiến tướng mạnh tướng. Ui rồi cái cám vừa ra ấy. Cái cám của Hiển vừa ra thì làm sao mà mình biết được. Mình không biết thật sự anh em vậy. Mà biết cũng không nói. Nói bây giờ nói làm sao được. Nói mai anh em quay lại. Quay clip lại thì chết. Em không bán. Không bán à? Con đấy đẹp nhỉ? Con đấy hay thế. Đấy, cái con đấy anh thấy nhìn nó đánh phê thật. Nó cúp xê, nó cứ lật qua lật lại. Xong rồi lâu lâu nó lại có quả ché, bung xòe ché. Đặc cấp ấy. Con đấy là con đặc cấp. Nét đấu này anh nghĩ là tương lai con đấy sẽ là một trong những con chim số má ở miền Bắc ấy, xếp top khoảng 10 con hay nhất nếu mà để mà nói về nét đấu của bạn Mẩu Tiger nhá anh em này. Anh em nhìn cái nick Mẩu Tiger này nhá.
tương lai là một trong những con chim số má đấy, quánh hay. Mình nhìn chim thì cũng không xịt đâu anh em. Lửa non lên thì cho ăn cám chè bạn nhé, kết hợp với vitamin khoáng nữa. Không sao đâu bạn Lâm Mạnh nhé. Anh tư vấn em về cám tổng hợp. Cám tổng hợp này thì nói thật em làm cái này làm cho nó có thôi, mất công mất sức, không có lãi. Bởi vì mình quay cho anh em xem rồi đúng không? Anh em cứ xem có ai làm cám tổng hợp mà áp hết quy trình lên như mình không? Mình áp hết cả quy trình lên đấy, ông nào giỏi thì làm như thế. Có lãi đâu. Đây là mình dùng cái dây chuyền nhân công sản xuất nó mới bớt đi được. Đây anh em nào thích công thức cám tổng hợp không? Mình đọc luôn này. Anh Mẩu thiếu gì tiền mà bán à? Anh Mẩu nhiều tiền thế cả. Không chắc là chưa được giá. Như giờ đóng cho quả 3 tỷ nhỉ. Mẹ bây giờ giá Nam xuống gặp Mẩu Tiger làm quả giao dịch 3 tỷ nhỉ. Mẹ đùa nổi. Cuộc đời chỉ cần có thế thôi nhỉ. Ho ngáp ngáp thì không cho tắm nhá. Rồi anh em nào muốn nghe về công thức cám không? Tổng hợp không mình đọc cho nào. Anh em bình luận số 5 ra là sao ba xem bao nhiêu anh em thích làm cám nào. Chán cái món tổng hợp này lắm này. Làm mệt anh em hiểu không? Mà một gói này nó 500g. Làm xong phát anh em biết là làm mất cả ngày mất bao nhiêu công, đóng được mấy gói là hết hết cám rồi. Sợ thật. À rất nhiều bạn nhá. Nhưng mà bây giờ cái đơn vị của mình làm nó là đơn vị toàn là lời quảng cáo nhưng mua về cám chất lượng. Cảm ơn bạn THT nhá. Rồi, cám này đang mua 1 tặng 1 nhá. Thực ra là như này này. Anh bỏ 3 tỷ thì chắc cũng giống clip anh bán chim cho ông anh ở già ấy. Cám tổng hợp đây, mua 1 tặng 1. Thôi, lấy ít thôi em ơi, mẹ lấy nhiều 50 gói thì chết anh. Anh đang bán lỗ mà mỗi nhà anh chỉ cho mấy chục gói bán gọi là vui vui thôi. Em bảo vua mèo nhá. Cám tổng hợp này nhá, bây giờ cái công thức này mình đọc luôn cho anh em nhá. Công thức cái cám tổng hợp này. Ngô là phải lấy ngô nhập khẩu nhá các bạn nhé. Ngô nhập khẩu. Bởi vì các bạn dùng, nếu mà dùng ngô nội của mình ấy là nhiều khi nó có các loại chất bảo quản thuốc các thứ ấy, nó rất là phức tạp. Còn ngô nhập khẩu là đã qua kiểm nghiệm và người ta sẽ đưa vào nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi để sản xuất số lượng lớn. Đấy, bây giờ người ta sản xuất cho những cái trại gà hàng bao nhiêu vạn con mà ngô nó không đạt chất lượng là sẽ không được. Đấy. Đậu tương mình cũng lấy đậu tương nhập khẩu. Đó, gạo lứt. Đó, ngô, đậu tương, gạo lứt mỗi loại là 20 cân. Đấy là mẹ bây giờ nói đơn vị thế nhiều quá nhỉ. Đấy, tôm là mình dùng 8 cân tôm, được chưa? Trứng là 250 quả trứng. Đó, nhộng là trên cái tỷ lệ này, nhộng là 8 cân nhộng, được không? Thịt bò là 4 cân. Đó, hết chưa? À chưa, còn cà rốt là 18 cân cà rốt. Khoai lang là 5 cân khoai lang. Đấy, công thức nó là như thế. Ngoài ra thì thêm các phần vi lượng như là nhôm đồng, sắt, kẽm, được chưa? Mấy cái vi lượng cho ít thôi, đừng cho nhiều. Đấy, tất cả các loại hạt phải rang chín lên. Đấy, thì nó mới thơm. Vãi thức ăn tổng hợp với AK. Các bạn phải rang chín lên nó mới thơm, được không? Nếu mà các bạn không rang chín thì nó sẽ không thơm. Mình sẽ rang chín lên, xong nó đưa vào nghiền mịn. Nghiền mịn xong rồi mới đưa ra trộn với những cái loại kia xay mịn ra. Đang bán lỗ, khổ quá. Anh em mua vừa thôi. Cái này
thì cái này mình đang bán lỗ nhá, cho nên là anh em thịt bò 6 cân mình đang bán lỗ, cho nên là anh em đặt vừa vừa về ăn tốt. Đấy, thì đặt thấy đặt hãy đặt tiếp nhá. Tại sao mà các bạn thấy lấy cám của mình về các bạn thấy thơm đúng không? Nguyên liệu toàn tự nhiên mà phải rang chín lên. Đấy, như thế nó đã thơm rồi. Đúng không? Ăn bình thường, rất là sạch. Bây giờ mình ăn thì nó dở, nó không có cốc nước, nó hơi khát. Chứ còn mở ra là thấy ngon rồi. Nhá. Thơm. Hơi có vị tanh tanh. Là vị của tôm ấy. Này. Đúng rồi, được nhá bạn Luân Đức Văn nha. Cám 3-1 là nuôi quanh năm được. Thôi anh em cứ đặt hàng đi, mình ăn nốt cái này đang ngon. Cám tổng hợp này hạt bé mà. Đây mình làm hạt bé mà. Đấy, đồ nó toàn đồ như thế thôi. Đấy, tôi chia sẻ công thức rồi đấy nhá. Đéo có thằng nào làm cám mà chia sẻ công thức rồi. Ông nào làm được thì làm mẹ đi. Nói thật anh em mẹ, cho tôi đỡ khổ. Tự nhiên tôi dây vào cái trò này tôi thấy khổ lắm rồi. Làm hùng hục được vài gói cám thôi. Mà công nhân làm từ sáng đến tối, mất công lắm. Cái giá thành cái sản phẩm này mà mình lợi đất Bắc, em chở gạo lên gặp thầy dạy em chấm thi. Ok, anh em nào thích học chấm thi mình dạy. Ok, Doãn Vọng nhé. Trăm buổi ok. Giải thích cám 3-1 à? Mình rất thích. Nói thật anh em, mỗi người có một đam mê, nhưng mình rất thích là được truyền tải những cái gì mà mình biết đến với anh em nghệ nhân. Đấy, mình rất thích là ví dụ như có những câu lạc bộ nào anh em ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện thuê trọng tài ấy, mình sẽ lên mình hướng dẫn anh em chấm thi. Cái chấm thi ấy, cái tiêu chí nó rất là đơn giản nhá. Chim đang thay lông thì bạn dùng cái vitamin và khoáng bên mình nhá. Đây, cám 3-1 đây. Để mình ghim lên đây. Cái tiêu chí nó rất đơn giản. Các bạn chỉ cần đọc, các bạn thuộc tương đối thôi. Còn người điều hành người ta sẽ đọc. Nhưng mà quan trọng cái cách chấm thi là chúng ta phải có sự quan sát, phải có bản lĩnh. Đó, bản lĩnh. Chứ không phải là chấm thi nghe mấy thằng nó rung. Đã sợ rồi. Đây là cái câu chuyện tôi nói rất thật nhé. Có ông Mẩu Tiger còn xem ở đây không? Ngày xưa thì tôi cũng gặp ông Mẩu Tiger này một lần rồi. Nói chung là lúc đấy thì anh em cũng chưa biết nhau. Mình đi chấm thi ở câu lạc bộ Trào Màu Hoàng Văn Thụ. Đợt đấy là mình làm điều hành cho anh em trong hội giám khảo miền Bắc. Thì lúc đấy là hình như chọn ở chung kết. Thì bạn Mẩu này cũng có một con. Nói chung là hôm đấy cũng mấy con đấu yếu. Con thì không có mỏ. Nói chung là anh em ở dưới Hà Nội thì các bạn biết rồi, xăm sổ gấu nhìn thì cũng mẹ cũng tê, nói chung cũng tê. Nói bảo là không sợ thì cũng không phải, nhìn cũng tê, mẹ người nó to bỏ mẹ. Đúng không? Xăm sổ đầy. Mình thì ở quê xuống là ngoằng nó đấm cho bỏ mẹ, cũng rén. Nhưng mà không gây áp lực được cho mình, nói thật anh em. Đọc lên loa rồi lỗi là hạ. Đó. Kể cả xong mà có bị đấm thì cũng phải chơi. Đấy, danh tiếng của mình xây dựng bao nhiêu năm rồi, nhưng phải có bản lĩnh nhá. Nó ngừng xuống mấy hôm kệ nó. Chào Viễn Văn Nam đấy nhá. Thay lông xong thì thả lực tầm 1 tháng. Rồi, để mình giới thiệu về cái hạt dinh dưỡng 3-1 nhé. Cái hạt dinh dưỡng 3-1 này là một cái cám mà mình thiết kế cái hàm lượng đạm của nó cao hơn cái cám Trà Mào Hót Đấu nhá. Chào Giang Tổng nhé.
Ok nhé Mạnh Giang nhé. Tất nhiên là muốn nó có lửa thì em phải cho thêm mùi tươi. Đấy, hàm lượng đạm của nó cao hơn cái cám chả mào hoa đấu. Thế thì anh em nào mà chăm cái cám hạt dinh dưỡng 3 trong 1 này thì sẽ không phải phụ thuộc quá nhiều vào mùi tươi. Có thì tốt, không có thì vẫn được. Đấy, ví dụ anh em nào mà làm công chức, công sở, công nhân, làm giờ hành chính, không có thời gian chăm sóc nhiều, thì anh em dùng hạt dinh dưỡng này kết hợp với hoa quả là cũng tương đối ok rồi nhá. Đấy, cái cả hạt dinh dưỡng nuôi quanh năm nhá. Cái này sản phẩm này các bạn nuôi quanh năm cho mình, không cần thiết phải lên cám đâu, cả cám hót đấu này vậy, nếu mà hợp anh em cứ thế anh em nuôi nhá. Hết uống nhiều nước. Ok Giang tổng, thế thì em cho anh xin một cái review lên TikTok nhá. Hình như hôm nọ em đăng TikTok cám đúng không? Giờ anh nhớ ra rồi. Có người ta nhắn cho anh nhưng mà lúc đấy anh bận anh không xem. Bạn Phúc Còi bạn hỏi là mình là sao không ra cám sắc tố? Thì mình nói luôn là các bạn dùng cám ở bên mình là các bạn không phải thêm sắc tố nữa. Tự lông nó sẽ đỏ đẹp nhé. Đấy, các bạn mua cám bên mình 45.000 đồng thôi, không phải phức tạp. Chào Giang tổng nhá. Hello anh. Em đang dùng cám nào bên anh? Em dùng bữa em đặt 2 gói cám hóc đáo á, được tặng 2 gói. À cám này đúng không? Mà bữa. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Đúng rồi anh. Thế tình hình như nào? Đây là hồi bữa là có cái ảnh mà em úp lên đó, phần nát em đang dùng của cái trước em dùng 2-1 của em Đồng Nai á. Nhưng mà nó đạm nhiều sao nó dư, mấy anh em chỉ nhiều cách quá nhưng mà cuối cùng em lựa mãi thôi, em đổi cám thử nó như thế nào. Xong rồi em đổi cám được 3 ngày rồi, nói chung là có một video tối em mới úp á, có tan anh đó. Nói chung là ok, đẹp hết ý của nước rồi, một cái công nước bây giờ nó uống chỉ tầm 1-2 phân thôi, 1-2 cent thôi. Rồi bữa là nó uống là một ngày là sáng em được thay cho nó một cống đòi, tối tầm cỡ 6-7 giờ em làm về là sạch cống nước luôn, không còn một cống hột nào luôn. Nhưng mà nay về thì nói chung là nó vẫn ok, nó uống chỉ tầm 1-2 phân thôi, không có nhiều. Đấy, phân nó đỡ nát chưa? Nói chung là phân nó khuôn rồi anh, nó đẹp rồi, bây giờ để cho nó ổn định lại rồi chăm màu tư với cái coi đồ vô thêm cho nó. Em thấy nó căng hơn không? Nói chung là em bữa giờ em đổi cám, em cho em cám anh với chuối hương không à, nói chung là kèm với chuối không, em để đó cho em đi làm chứ cũng chưa chăm nó nhiều. Để cho phần nó khuôn trở lại, nó đẹp trở lại, nó bớt uống nước trở lại rồi mới chăm lửa cho nó sâu. Rồi. Ok bạn Từ Trọng ơi, bạn nhìn thấy cái tin nhắn nó chạy không? Bạn làm như thế giúp mình nhé. Nói chung bữa phân nát thì nhiều anh em chỉ nhiều cách lắm. Anh thì dùng thuốc, người thì dùng lá này lá kia. Nhưng mà em nghĩ là nó chim em nó không hạp cám. Tại vì lượng đạm có nhiều cám nó tốt quá, lượng đạm nó nhiều quá, nó tiếp thu không được, nó hấp thụ không được. Rồi. Anh Vương Vũng Tàu anh ấy phản hồi là cám đấu dùng quá ok em ơi. Dạ em cảm ơn anh nhé. Anh đang dùng cám này à? Anh Vương đang dùng cám này à? Đấy, thế thì em dùng cám này thì tốt, thì em quảng cáo với mọi người giúp anh nhé. Cám này em cứ nuôi thay lông luôn được nhá. Nói chung là bây giờ hai con kia là bây giờ nó đổi qua cám anh hết rồi, nó chỉ còn một con mập rồi. Nhưng mà hai con kia đổi qua nó phân ok đẹp rồi, chắc dùng cám này luôn á. Nói chung là sẽ theo cám này luôn. Rồi. Con nào phân hấp thụ được đẹp thì cứ theo cám này luôn, khỏi đổi nữa. Rồi. Đấy, anh Vương Vũng Tàu anh cũng đang sử dụng cám này, anh cho phản hồi là cám rất tốt. Nói thật các bạn là như này. Rồi cảm ơn em đã lên giao lưu nhá. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi. Kinh doanh thì các bạn, người ta gọi là thương trường là chiến trường, đúng không? Đấy, mình thì mình làm ấy là nó mình sẽ không làm theo kiểu mù quáng đâu các bạn. Mình không làm theo kiểu mù quáng đâu. Kinh doanh là sao? Phải có kế hoạch, mục tiêu. Đấy, hôm nay thì tiện đây mình cho phép anh em cho phép mình chia sẻ anh em một chút về
Dạ ok anh ạ, có gì anh tag tên em với nhá. Tâm sự một chút về cái công việc kinh doanh của mình nhé. Thì mục tiêu của mình là gì? Mục tiêu là trong năm 2024 và 2025. Đây là mục tiêu nhá, mình tâm sự rất thật với anh em ấy. Mình cũng không đặt mục tiêu quá lớn, nó cũng phải gọi là, nhưng mà cũng không quá nhỏ, làm sao để mình phải cố là mình sẽ cố gắng chiếm được khoảng 10% thị phần về cám chim. Đấy. Ở trên thị trường các bạn, 10% thôi. Bởi vì mình là một cái hãng mới nhỏ, thế là ok rồi. Đúng không? Không thể nào cạnh tranh với những ông lớn được. Đấy, cố gắng sẽ 10%, đấy là cái mục tiêu. Cái kế hoạch để mình thực hiện cái mục tiêu đấy là gì? Kế hoạch là từ năm 2023 đấy, đến năm 2024, năm nay này, là mình sẽ xây dựng cái hình ảnh thương hiệu. Nó sự hiện diện của thương hiệu. Để khi nhiều người khi mà nhắc đến thương hiệu cám Sao Việt là người ta có thể người ta chưa dùng, nhưng ít nhất là người ta có cái tên rồi. Đúng, nghe thấy cái tên rồi. Đấy, ví dụ như mình bây giờ đéo chưa đi mua xe mẹt bao giờ, nhưng mà nói xe mẹt là biết. Đúng không? Nói Yamaha là biết, kiểu như vậy. Cố gắng là đấy, mục là cái kế hoạch đầu tiên là như vậy. Thứ hai là sao ạ? Đưa cám ra thị trường. Càng nhiều người dùng càng tốt. Đấy, và chiến dịch để thực hiện những cái kế hoạch, thực hiện cái mục tiêu đấy, thì mình sẽ tung ra những cái chiến dịch lớn. Ví dụ như thời điểm này, nói thật anh em là bù lỗ. Đấy, một ngày 1 triệu, 2 triệu, có những ngày 3 triệu bù lỗ các bạn. Mua một tặng một. Các bạn biết là tất cả toàn bộ hệ thống, không phải một mình bán đâu, toàn bộ hệ thống mình áp dụng như thế, các bạn biết là cái số lượng hàng nó bán ra khủng khiếp như nào. Đấy, và ví dụ như là cám tổng hợp này của mình. Nói thật với anh em là mình, nếu anh em vào xem kênh của mình thường xuyên phải khóa vào, bởi vì sản xuất không đủ để bán, đúng không? Và với một cái chiến dịch lớn như vậy, mình tung ra thị trường như vậy, mà hãng nào nhiều hãng sẽ phải lao đao đấy, nói thật với anh em như vậy. Đúng không? Đấy. Thương trường là chiến trường mà chúng ta phải chấp nhận. Chịu chơi, anh em nhận không? Dám chơi, dám chịu, dám nghĩ, dám làm. Như là anh em bảo bây giờ thời điểm bây giờ mà mình không, mình sinh sau đẻ muộn, mình không tung ra những cái kế hoạch, những cái chiến lược như thế, thì làm sao mình vào được thị trường, đúng không? Đấy, mà mình cũng nói luôn là mình không hướng đến những khách hàng đấu trường các bạn nhé. Bởi vì khách hàng đấu trường ấy là người ta dùng cám gì người ta quen rồi. Đấy, mình sẽ chăm sóc từ những người mới chơi, những người mới nuôi những con chim bổi, đúng không? Những người nuôi những con chim mộc giỏ. Đấy, chăm sóc lên dần. Năm tặng năm nhé. Nhưng mà anh em mua vừa thôi. Đấy, mua 3 gói thôi, 3 tặng 3 thành 6. Về dùng xem nó tốt không thì hãy mua tiếp nhé. Anh em thấy cái chiến lược đấy của mình có được không? Được, anh em cho xin bình luận số 6 nữa nè. Đấy, nhiều anh em bình luận số 6 thì mình lại tặng tiếp. Đấy, mà nhiều anh em không muốn tặng thì thôi. Đúng không? Bây giờ anh em bảo là sinh sau đẻ muộn. Mẹ, người ta đi xe Dream, đúng không? Đi xe SH phân khối lớn rồi, bây giờ mình vẫn còn đi con xe cúp. Tăng 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 thì bao giờ mới đuổi được đít người ta. Lắp tên lửa vào luôn. Anh em hiểu không? Lắp tên lửa vào bắn một phát luôn. Được không? Đấy, chơi ngay 68 ok luôn. Đúng không? Anh em thì công nhận không? Mẹ, chơi chiến dịch mua một tặng một áp dụng trên toàn bộ hệ thống. Anh em thấy khủng khiếp không? Đấy. Từ xưa đến nay chưa có một hãng cá nào làm được. Nói thật đấy. Chơi luôn đúng không? Đấy, ok, Lưu Sơn nhé. Anh em nhìn cái chữ chạy chạy ở dưới không? Từ xưa nay chưa một hãng cá nào làm được. Bạn chuối từ từ không lại. Đi xa thì đi xe à? Ừ. Nhưng mà là sao? Cám của mình ấy, mình phải đảm bảo về mặt chất lượng, đúng không? Không bao giờ tặng xong người ta về. Nói thật với anh em, ví dụ như mấy ông ấy mua 5 xong tặng 5 thành 10 gói. Đấy, về người ta dùng mẹ không ra cái gì, người ta mang cho gà ăn hết. Thì sao? Không bao giờ mình bán được cho lại người ta. Đấy là mình tâm sự rất thật, đúng không? Đấy, mình bây giờ mình xác định là mình bán có thể 3 tháng này á, mình 3 tháng này và sau khoảng 1 năm sau thì mình may ra mới thu hồi được cái số lượng mình tặng ra ngoài thị trường. Nhưng mà đấy là một cái chiến lược đường dài, tầm nhìn các bạn. Làm việc là phải có kế hoạch. Đấy, như mình phải có kế hoạch, tầm nhìn. Năm nay làm cái gì, sang năm làm cái gì và 2 năm nữa phải làm cái gì. Đấy, anh em thấy đã có một hãng cám nào mà các bạn thấy là bỏ ra tổ chức những cái giải đấu
với quy mô 200 lồng, đúng không? Tài trợ luôn cho anh em một cái giải nhất. Đấy, mình đi khắp các tỉnh mình làm. Đúng không? Làm gì có hãng nào làm. Nhỉ? Yeah. Đúng rồi, rẻ hay đắt không quan trọng, quan trọng là hợp. Đúng rồi. Đấy, cho nên là khi mà cám mình đã thấy cám của mình chất lượng ok rồi, được nhiều anh em nghệ nhân tin dùng rồi. Đấy, thì mình sẽ tung một cái chiến dịch lớn, mua một tặng một để đưa nhiều cám ra ngoài thị trường. Sau chiến dịch này, đúng không? Có thể sang năm thì các bạn sẽ thấy mình xuất hiện ở những giải đấu trường lớn. Nhưng mà hiện tại thì chưa, bây giờ đang xây dựng nền móng đã. Đấy, còn nếu như bây giờ mình mua một con chim đắt, đúng không? Vài trăm triệu và mình đi những cái giải đấu trường lớn thì đấy là một cái cách PR sản phẩm nhanh nhất. Chắc chắn là nhanh nhất. Nhưng đấy là chúng ta đang xây nhà từ nóc. Đúng không? Đấy, xây nhà từ nóc, khi mà mình bỏ ra cái số tiền lớn mình mua một con chim hay về. Đấy, thì đương nhiên là anh em, tôi nói thật anh em nhé, một con chim hay về anh tôi dùng cái cám này kiểu gì nó cũng sẽ ok thôi. Đấy, mồi tươi thêm vào, hoa quả thêm vào, nhưng mà nó sẽ không rút ra được một cái kinh nghiệm gì cả, không giải quyết được một cái gì cả. Khi mà anh em sử dụng những cái sản phẩm này để nuôi cho những con chim bình thường, nó không có hiệu quả. Đúng không? Không sao nhá bạn Đặng Linh Minh Linh nhá, chuyển lồng bình thường. Đấy, bây giờ anh em bảo Ronaldo nó có già đi chăng nữa, cứ đưa về Việt Nam đấu V-League xem, nó vẫn cứ là đỉnh cao. Nó có yếu đi chăng nữa, đúng không? Đấy, nó tầm, nó là tầm vĩ mô rồi. Miễn cả đời luôn nhá, Nguyễn Đình Trường nhá. Được ô tô thì miễn cả đời luôn. Đó. Chở cho một xe đến ông cho cả gà ăn luôn nhá. Chả mua trả góp nhá. Đấy. Chiến dịch nó là như thế. Anh em thấy tất cả những cái sản phẩm của mình này nhá, có một sản phẩm nào mà không thành công không? Anh em xem ở trong giỏ hàng của mình thế nào. Nhá, cái sáp đánh bóng này này. Đấy, mình đã bán không biết là bao nhiêu nghìn cái rồi nhá. Vitamin khoáng, đúng không, tăng lửa, thuốc ho, chưa có một sản phẩm nào không thành công. Nói thật với anh em, những sản phẩm mình đưa ra thị trường, ví dụ bây giờ có cái thanh nhiệt giải độc này là mình làm nó chưa mạnh lắm thôi các bạn, chưa mạnh lắm, bởi vì cái nhu cầu về cái thị trường của cái mảng thanh nhiệt giải độc này nó cũng ít, những con chim nóng bức nó cũng ít. Đấy, trước khi thay lông anh em dùng thanh nhiệt này cũng thế nhá, cho nó đào thải độc tố đi, thay lông sẽ nhanh hơn nhá. Đây này, mình ghi cái này lên này. Đấy, sắp tới nước tắm nha. Ngày mai nước tắm về mình sẽ quay cho anh em, mình đặt 10.000 lọ nước tắm. Nào. Tôi nói thật với anh em nhé, chưa có ông nào dám đặt số lượng nhiều đấy đâu. Thật đấy. Chưa ông nào dám đặt số lượng nhiều đâu, cứ quay lên mà xem. Đúng không? Mai tôi quay từng thùng cho anh em xem, anh em đếm của tôi. Tại sao lại dám làm như thế? Tại sao dám làm thế? Bởi vì là sản phẩm mình đã test rất kỹ rồi, tôi test 1 năm rồi. Đúng không? Từ những con chim thay lông, từ những con chim thi đấu, từ những con chim gãi rỉa, những con chim bị bọ mạt. Đấy, mình đã test đến mức độ như thế rồi, mình tự tin về sản phẩm. Đấy, mình đưa ra thị trường. Đúng không? Sản phẩm tốt, nó là gốc rễ của mọi vấn đề. Đúng không? Anh em không nhận không? Tăng lửa là 120.000. Đây này. Sản phẩm tốt, nó là gốc rễ của mọi vấn đề. Tăng lửa hiển thị ở đây là 4.366 lọ. Nó hiển thị đấy thôi nhá. Nhưng nhiều người người ta mua 2 lọ, 3 lọ, chưa tính đến combo kèm những sản phẩm khác. Thì riêng mình chắc nó cũng phải tầm hơn 10.000 lọ tăng lửa. Đấy, còn chưa kể những cái đại lý khác, các tỉnh, các tiktoker khác. Như này. Số lượng nó gọi là khủng khiếp luôn. Đèn chiếu sáng thôi. Quả đèn chiếu sáng cho chim đi thi xa. Bây giờ phải đến 90% những anh em đánh những giải đấu trường ô tô ấy đều dùng cái sản phẩm đèn này của mình. Có anh em vậy. Một cái sản phẩm nó mang tầm quốc tế. Biết đâu rồi. À đây, đây, đây. Không có quả pin nhỉ. Bật cho anh em xem. Đây này. Đấy, 90% những anh em mà nào mà người ta đi đánh những giải đấu trường ấy, người ta đều dùng cái này. Một cái sản phẩm tôi nói anh em nó mang tầm quốc tế luôn.
anh em đặt luôn mấy cái để mà dùng nhá, 3 cái đi, về chia nhau đi. Đây. Đấy. Tôi là người sáng chế ra cái này anh em nhé. Tôi là người sáng chế ra cái này. Mỗi tôi là không được cấp bằng sáng chế thôi. Đây này. Đấy. Tối nay chém khuya quá nhỉ. Anh em thấy sản phẩm này nó tuyệt vời không? Tuyệt vời, anh em bình luận giúp tôi chữ tuyệt xem nào. Để lấy động lực ngày mai lại sáng chế ra cái khác. Hiểu không? Ngày mai sẽ sáng chế ra một cái lồng mà chim đối thủ nhìn vào phát xù lông rụt cổ bỏ đấu. Ai, được không? Nhá. Tuyệt vời luôn. Đây. Cái đèn này nhá. Đầu tiên này, sử dụng pin tiểu. Bây giờ anh em nhìn như này thôi, anh em nhìn thấy ngon thôi, nhưng mà tôi chế được cái này tôi mất 3 tháng đấy. 3 tháng mầy mò đấy. Nhá, lắp pin tiểu vào đây. Đấy, pin tiểu thì đi chỗ nào mua được, nhưng mà chú ý là dùng cái loại nó xịn xịn tí nhá. Pin xịn xịn để nó đỡ chảy nước. Lắp pin tiểu đây, ở đây nó có công tắc có thể tắt bật được. Bật lên. Đèn này nhá, nếu anh em là chuyển chim nhá, chuyển từ đây vào trong Sài Gòn, được chưa? Mất khoảng 2 ngày rưỡi 3 ngày. Mẹ khách hàng không nhận hàng, bom hàng nhá. Quay đầu ra 3 ngày nữa đèn vẫn sáng. Nó phải đẳng cấp. Chào Hưng Ngân nhá. Đấy, đây là cái sản phẩm tôi chế ra này, này các bạn này, không được cấp bằng sáng chế. Đây, cài lồng nan mau nan xít được. Được chưa? Cái đèn của tôi nó điện nó bền, điện của tôi bền hơn cả điện VinFast của Phạm Nhật Vượng. Được không? Phạm Nhật Vượng, Vượng đi từ đây vào Sài Gòn phải sạc pin liên tục. Nhưng mà cái này của tôi này, anh em bán chim từ đây vào Sài Gòn bị bom hàng, quay ra đèn vẫn sáng. Sáng liên tục trong vòng một tuần. Được không? Quảng cáo hay thế không mua. Đùa. Mua đi anh em. Đi thi đấu ok. Đấy, hộ, anh em nuôi chim thay lông mà trùm áo ấy, hôm nào mà trời nó tối quá ấy, bật vào cho nó để nó nhìn thấy ăn uống. Cái này này. Hôm vừa rồi ai nhỉ? Ai gọi điện cho mình nói nhỉ? Huy Bình. Huy Bình ở Hà Giang. Đấy, bạn ấy phản hồi là như này. Ngày trước ấy là đi thi, nếu mà trùm áo lồng vào ấy thì đi đến nơi ấy, là nhìn cái đáy lồng nó vẫn sạch. Bởi vì con chim nó không ăn. Nó tối. Nhưng bây giờ ông bảo nhàn lắm, mẹ cứ trùm 2-3 cái áo lồng vào xong rồi chạy điều hòa. Đấy, không ảnh hưởng gì đến lồng con chim, mà đến nơi ấy, mở ra là thấy nó ăn nó đầy ở dưới đáy lồng, chứng tỏ là sáng nó ăn được, nó không bị hỏa. Đúng không? Có nhá, lồng vô dầu có bị bệnh nhá, rửa sạch bằng xà phòng hoặc nước rửa bát đi nhá. Được được nhá bạn Gia Bảo nhá, trộn khoáng rồi. Kim lọ kích lửa. Được chưa? Anh em đặt bóng đèn hết chưa? Hầu hết anh em tham gia những giải đấu trường lớn thì đều sử dụng cái sản phẩm này hết rồi. Chào Đặng Sơn nhá. Tăng lửa đây, kim tăng lửa đây. Chắc nốt mã này mình cũng nghỉ đấy, mấy giờ nhỉ? Ui dồi, 11 giờ, mẹ hôm nay chém ác quá nhỉ. Anh em thấy Giàng A Nam live stream năng lượng nhỉ? Nó phải live stream xem nó phải thế. Live stream vừa xem vừa buồn ngủ chán nhỉ. Cám của em dùng tăng lửa 3 hôm đã ăn cám. À bạn Vũ Quang, bạn có con chim bỏ cám. Dùng tăng lửa 3 hôm đã ăn cám rồi. Rồi ok, chúc mừng em nhá. Hạt dĩ nhựa 31 còn tặng, có tặng luôn. Cái gì nhỉ? Hơi căng à? Hơi căng luôn. Chào Hải Đăng nhá. Quẹt cầu nặng không ho, bạn dùng cái combo này nhá. Nhớ dùng thêm men tiêu hóa nhá, không nó lại bị tiêu chảy. Xịt tinh dầu. Ngày nào cũng trộn cũng được, nhưng mà cũng nên có giai đoạn mình ngừng một tí. Tầm 10 ngày thì ngừng khoảng 10 ngày. Trường chim cảnh bây giờ mới follow buồn thế à? Còn anh em là chưa follow, anh em ấn cho nút follow xem nào. Giàng A Nam hot như thế mà giờ này mới follow, sợ thật. Đã đặt ok. Xịt ok ạ, anh em xịt thẳng vào người nó nhá, tránh bọ mạt. Chim ăn cám tổng hợp lên lửa được không?
phụ khói với cá tổng hợp thì đương nhiên là cái lượng dinh dưỡng nó vừa thôi. Em phải cho thêm lên lửa được, phải cho thêm mồi tươi vào chứ. Quý trà mèo. Thứ bảy mang chiến binh nào xuống? Thứ bảy anh mang con mộc. Con ấy đi rượt thì chơi hay lắm. Đợt trước đi rượt nó chơi rất là hay nhưng nó hay gãi rỉa. Mình mua về thì được một cái top 20. Đấy, mình nuôi lại. Thực ra nuôi lại nói thật anh em, nhiều lúc bốc phét thì mẹ về tao điều lại nhở, nhưng mà điều đéo thôi, bận bỏ mẹ này. Thằng kia nó mới chơi nó chịu khó quá, nó suốt ngày nó đi bắt cào cào cho ăn đẫy mồm, nó rỉa về mình khổ nhở. Mình đúng đợt làm cám này bận, độc cám nếu hoa quả đấy đi thi lại ngon, được cái top 20, trận sau thì được cái top 10 hạ áp chung kết, trận gần nhất thì được giải nhì. Đấy, cho đi thi đánh tầm vé 200-300. Mà bây giờ mình đăng ký ở Bắc Giang mấy con chim thi cứng thì lại rụng lông hết rồi. Thôi cho nó đi đánh vé 1 triệu. Hôm đấy em chạy lồng ok không nhé? Chăm chim non không chịu thay lông thì phải làm sao? Bạn dùng thêm vitamin và khoáng nhé. Với phải nó phải theo mùa. Thầy run sán có ạ. Thầy run sán đây ạ. Không khỏi. Thế thì chịu rồi em Lê Hoàng ơi, chịu rồi nhá. Cũng khoáng này, vitamin này, cộng tẩy run này, cộng thuốc ho, nhiều thứ thế cả. Khoáng, vitamin, cộng tẩy run, cộng thuốc ho à. Xem thế nào. Có kèo thơm như nãy mà không vặt được của ông này mấy chục nghìn thì giờ hơi nhờ ông hỏi cái kèo. Combo bao nhiêu thuốc cái này mà lại không có. Khoáng, vitamin này, cái gì thuốc ho nữa à. Đấy, khoáng này, khoáng với sổ run thì lại có. Khoáng, thuốc ho thì cũng có. Không có sổ run thế đâu, chắc em phải đặt hai combo này. Đây, thêm phát này nữa. Thông năm chung kết cả, ai giả xem ngon ông bán cho anh con rồi nào, anh ôm lông mất rồi. Anh em nào có con chim nào VIP Pro không nào? Không, tẩy một lần trước khi ấy thôi, tẩy một lần trước khi thay lông rồi thôi nhé. Anh em nào có con nào VIP Pro không nào, bán cho mình một con về mình ôm lông này. Mình chỉ thích chăm lông rồi nhé. Được nhé bạn Gia Bảo nhá. Nhảy vài cái thì há mồm, không phải đâu, chắc nó do thời tiết thôi. Chim há miệng thở miết với rụng lông mí đầu chữa sao? Bạn dùng cái này này, mình đang ghim cái này, combo xịt tinh dầu với thuốc ho này này, dùng cho nó. Lọ đấy, lọ đấy phải chạy tẩy cả trăm con đấy. Một lọ nhiều quá nhỉ. Mà đấy mới pha có 10ml. Mỗi lần có một giọt. Cám hiện một. Không phải do cám đâu. Bắt Usain Bolt đan phượng thay lông à? Giá bao nhiêu em? Nhưng mà nhiều tiền quá, lấy đâu ra tiền mà bắt. Đầu mấy? Em ở trên kênh TikTok của anh ấy có rất nhiều clip hướng dẫn sử dụng, các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Ví dụ như là dùng thuốc ho thì anh em nên dùng thêm men tiêu hóa để tránh ảnh hưởng đến đường ruột. Ui, đầu 7 anh chịu. Mình chưa mua một con chim nào quá 60 triệu.
À, thế thì chuyển đi. Độ 7 giờ, nói chung là mình bỏ hết tiền của nhà mình ra để mua một con chim. Thật ra bây giờ mình nói thật anh em, mình qua cái thời đi thi đấu rồi. Cái ngày mình đi thi đấu khắp các tỉnh ấy. Cái thời mà mình còn đi thi đấu khắp các tỉnh ấy, thì nó chưa có những cái đấu trường to như giờ. Thật luôn. Các bạn nếu như là những anh em nào mà chơi lâu ấy, tầm chục năm ở các tỉnh, hầu hết biết mình hết mà. Ngày xưa đi thi nó vất vả, xe khách nó vất vả, đi toàn phải đi thuê xe thôi. Đấy, nhà nghỉ nhà nghiếc, mỗi một chuyến đi mất mấy triệu. Mà một tuần cứ đi 2 lần. Ngày xưa toàn đi thi hiệp hội cứ tuần 2 lần. À đâu, nhầm, tháng 2 lần. Đấy mà mất mấy triệu. Đấy, anh em bảo ngày trước tiền nó to lắm. Đúng không? Mấy triệu ngày trước nó to, 2016, 2017, 2015. 2015, 2016, 2017 cái tầm đấy mình thi nhiều, 2018 thì thi ở trong Sài Gòn. Đấy. Màu dê thi bình thường nhá. Nếu mà ho liên tục ấy, ho thì mình khuyên anh em như này này. Anh em nên bắt ra nhỏ cho nó một giọt, nhỏ một giọt thôi, đừng nhỏ nhiều. Cho vào màn đấy, cho vào màn bắt để nó đỡ rụng lông. Đấy, nhỏ cho nó một giọt 4-5 ngày. Mỗi ngày một giọt thì nó sẽ nhanh khỏi hơn. Có con hơn chục năm đấy em ạ, có con mười mấy năm ấy, màu ấy. Bảy trăm triệu mình nghĩ khó. Bởi vì anh em mua những cái con chung kết, ví dụ như cúp sứ trà thì anh em mua những con chung kết nó cũng vài trăm thôi mà. Rình cắn chân, tỉa cánh nhanh, chơi rất sung. Xin các khắc phục em ơi. Anh Nguyễn Vương, tỉa cánh nhanh, cắn chân. Anh điều chỉnh lại chế độ nuôi, anh giảm cái mồi tươi đi. Ví dụ như là anh cho ăn cào cào tầm thứ 3, thứ 4, thứ 5 thôi. Thứ 2, 2, 3, 4 đấy, thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì anh cho nhiều hoa quả lên. Tức là cái giai đoạn đầu tuần ấy thì mình nuôi cho nó tăng lực lên, hôm cuối tuần mình nuôi giảm để nó dưỡng lực lại. Chung kết ăn thông có giá. Giá trị hơn một tỏi, chắc mình nghĩ không hơn đâu, nhưng mà vấn đề là cái chim này nó làm gì có giá đâu. Do người mua và người bán. Chung kết thông thì nó còn phải do cái giải gì nữa chứ. Rồi anh em ơi, chắc là mình cũng dừng like nhá. Thả lực bao lâu là ổn? Thả lực tầm 1 tháng ạ. Lửa ép giọng thì cứ cho gần con gì là hot con đấy thôi. Tủ 6 ngày á? Cái cám thì em chỉ để tầm 2 ngày thôi, trộn khoáng ấy. À, quý chào Mào, đi giao lưu đi em ơi. Đi xa đi giao lưu thôi. Chứ anh không quan trọng cái chuyện được giải. Được thì mừng, không được thì thôi. Đi giao lưu thôi. Rồi anh em nhé, chắc mình dừng like anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem livestream nhá. Chúc anh em ngủ ngon nhá. Cắn chân đấu yếu. Thôi bây giờ bạn Hoàng Hữu bạn hỏi là chim cắn chân đấu yếu rồi. Thôi đổi con khác. Đấu yếu rồi còn cắn chân thì thôi dẹp. Giờ nếu mà nó bị như thế chỉ có nuôi mát đi mà không được nữa thì thôi. Đấy, vụ lông này dùng cám hot đấu của Giang An Nam thử xem này. Đúng không? Đang mua 1 tặng 1 thử phát xem.
xem có được không. Đấy, không được nữa thì thôi thả. Đang thay lông đổi cám cũng được, cho ăn kèm hoa quả mấy hôm à. Rồi mình dừng like nhá, cảm ơn anh em đã xem livestream nhá, chúc anh em buổi tối ngủ ngon nhá. À, ăn được nhiều chung kết rồi à. Thực ra nó có một cái nguyên nhân cắn chân nữa là như này. Bây giờ ấy, cái mùa bây giờ là nhiều con chim nó hay có cái hiện tượng nó bóc vẩy. Nó bóc vẩy ở chân này này. Đấy, mùa thay lông mà, nó bóc vẩy ở chân, những con chim già rừng nó hay tự bóc. Các bạn nuôi những con chim già rừng các bạn sẽ thấy nó không có bốt đâu. Nó tự bóc hết, không hiểu sao còn những con chim mà kiểu non non rừng ấy, nó mới hay có bốt. Bốt kiểu trắng nó dày cộp lên. Về cơ bản là chúng ta thay đổi chế độ nuôi là một, và thứ hai là nó có thể là nhiều con nó cuối vụ rồi ấy. Cuối vụ nó bở lông rồi, nó không đấu, nó chuẩn bị đến mùa thay lông rồi. Hoặc là cái chế độ chăm ấy, ví dụ như là anh em chăm vài tháng trước ấy, ăn chăm vài tháng trước ăn chung kết đấy, vài tháng trở lại đây anh em lại bị xịt là do nó thay đổi thời tiết. Thay đổi thời tiết à, trước thì trời thời tiết nó mát đúng không, nó lạnh thì chúng ta áp dụng cái chế độ chăm ví dụ như là nhiều đạm đấy, mồi tươi ăn nhiều, hoa quả ít, nó vẫn ăn cờ đều. Nhưng mùa nóng anh em phải thay đổi, mồi tươi phải giảm đi, mồi tươi phải giảm đi, tăng hoa quả lên. Đó, như mình bây giờ hoa quả là mình cắm cả ngày chứ không cắm nửa buổi đâu, cắm cả ngày cho ăn. Rồi chào tất cả anh em nhé, chúc anh em ngủ ngon nhé.